Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 134. Ầm ầm. Yêu vương Mang Sơn bị chấn động đẩy lùi hơn nghìn trượng, giờ phút này, trên người ông ta đã máu me be bét xen lẫn cả thịt nát. Ở nơi xa, sau khi dừng lại, Diệp Huyên còn muốn tiếp tục xuất chiêu lần nữa, nhưng dường như nghĩ tới gì đó, hắn đột nhiên nhìn về phía yêu vương Cổ Nguyệt, ngươi đừng chỉ nhìn thế chứ. Hai người cùng lên luôn đi. Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Huyên, con người, ngươi quá láo xược rồi đấy. Diệp Huyên cả giận nói, ông đây muốn chết. Yêu vương Cổ Nguyệt. Cách đó không xa, yêu vương Mang Sơn giận tím mặt, Cổ Nguyệt, cùng ra tay, chém chết tên loài người này. Dứt lời liền muốn động thủ, nhưng lại bị Cổ Nguyệt ngăn lại. Yêu vương Cổ Nguyệt liền sử dụng huyền khí truyền âm, đừng bộp chộp, lai lịch của tên nhân loại này không đơn giản, nếu giết hắn, chỉ e dẫn tới tai họa. Yêu vương Mang Sơn gằn giọng, hắn quá phách lối. Yêu vương Cổ Nguyệt nói, vì sao hắn ta lại kiêu ngạo tới thế? Nhất định là có chỗ dựa, nếu không thì chỉ với cái thực lực như thế, sao hắn ta dám lớn lối chứ? Yêu vương Mang Sơn nắm chặt hai tay, vẻ mặt dữ dằn. Lúc này, yêu vương Cổ Nguyệt lại nói, Mang Sơn, ngươi phải suy nghĩ kỹ vào, chúng ta đánh xong trẻ thì kiểu gì cũng sẽ tới lượt lớn, còn đánh kẻ lớn rồi, không chừng sẽ khiến kẻ còn già hơn tới. Yêu vương Mang Sơn. Già hơn. Mang Sơn trầm mặc, ông ta biết Cổ Nguyệt đang e dè kiếm tu kia. Thật ra ông ta cũng vậy thôi. Nếu yêu vương Hách Liên thật sự chết dưới tay kiếm tu kia thì có lẽ thực lực của người đó đã vượt xa cả ông ta lẫn Cổ Nguyệt, bọn họ không thể đối kháng được. Nhưng thằng nhãi loài người này lại quá mức phách lối. Ông ta nuốt không trôi cơn tức này. Yêu vương Cổ Nguyệt lại đột nhiên nói, Mang Sơn, người hãy nghĩ kỹ đi, vì sao cái người thần bí kia lại nói cho chúng ta biết chuyện Diệp Huyên có tử khí. Đơn giản vì đối phương muốn mượn tay chúng ta để diệt trừ Diệp Huyên. Hoặc nên nói là, đối phương muốn cả chúng ta lẫn Diệp Huyên đều cá chết lưới rách, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Mang Sơn trầm giọng, vấn đề này quả thật không đơn giản. Yêu vương Cổ Nguyệt gật đầu, tử khí thì cũng tốt đấy, nhưng chúng ta không thể để kẻ khác coi như vũ khí được. Mang Sơn nói, vậy theo ý ngươi, chúng ta nên làm thế nào? Yêu vương Cổ Nguyệt cười đáp, rất đơn giản, cứ yên lặng theo dõi diễn biến, tùy cơ hành động. Yêu vương Mang Sơn trầm mặt một thoáng rồi gật đầu, nghe theo ngươi. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nói, các ngươi còn muốn đánh nữ không? Yêu vương Cổ Nguyệt nhìn về phía Diệp Huyên, cười bảo, thực lực của tiểu huynh đệ thật đáng kinh ngạc, chúng ta không phải đối thủ, thế nên là chúng ta nhận thua, nhận thua. Diệp Huyên. Yêu vương Cổ Nguyệt lại nói, nếu tiểu huynh đệ muốn tự rèn luyện, vậy có thể tới Táng Sơn phía trước. Diệp Huyên nhíu mày, Táng Sơn. Yêu vương Cổ Nguyệt gật đầu, nơi đó cực kỳ thích hợp với tiểu huynh đệ. Diệp Huyên hỏi, đó là nơi nào? Yêu vương Cổ Nguyệt cười đáp, nói sơ sơ thì là một nơi khá nguy hiểm, vừa hay lại thích hợp để tiểu huynh đệ tu luyện. Diệp Huyên liếc yêu vương Cổ Nguyệt một cái, ta cảm thấy ngươi cũng mạnh lắm mà. Thật sự không liên thủ với yêu vương Mang Sơn này sao? Nếu hai ngươi liên thủ, chắc chắn ta sẽ đánh không lại. Yêu vương Cổ Nguyệt vội vàng lắc đầu, tiểu huynh đệ lại đùa rồi. Diệp Huyên chân thành nói, ta thật sự không có chỗ dựa. Yêu vương Cổ Nguyệt gật đầu, ta hiểu mà. Diệp Huyên. Yêu vương Mang Sơn ở một bên đột nhiên hờ hững cất lời, nếu ngươi muốn rèn luyện bản thân, vậy thì hãy tới Táng Sơn đi, chỗ đó vẫn chưa có người nào đặt chân tới. Diệp Huyên nhìn về phía yêu vương Mang Sơn, lúc trước ta đã giết con của ngươi đấy. Yêu vương Mang Sơn hờ hững cất lời, ta có hơn một vạn đứa cơ, ngươi giết đứa nào? Diệp Huyên nghẹn họng. Yêu vương Cổ Nguyệt ở bên cạnh lại nói, tiểu huynh đệ, nếu cậu muốn tới Táng Sơn thì hãy đi thẳng về phía trước, khoảng hai canh giờ là có thể tới nơi đó rồi. Dứt lời, gã và yêu vương Mang Sơn lập tức biến mất tăm. Diệp Huyên đứng nguyên chỗ cũ bỗng thấy cạn lời. Mợ nó chứ, hai đứa kia không chịu đánh nhau. Một lát sau, Diệp Huyên tiếp tục đi tới, mục tiêu của hắn chính là Táng Sơn được nhắc tới.
hắn biết yêu vương Cổ Nguyệt không có ý tốt, nhưng vừa hay như thế lại hợp ý hắn. Mục đích chính khi tới dãy núi Đại Hoang lần này của hắn chính là rèn luyện bản thân. Chỗ nào nguy hiểm thì cứ tới chỗ đó. Diệp Huyên biến mất không lâu, yêu vương Cổ Nguyệt và yêu vương Mang Sơn lại xuất hiện ở đó. Yêu vương Mang Sơn trầm giọng nói, thằng nhãi đó đến Táng Sơn thật kìa. Yêu vương Cổ Nguyệt khẽ nói, rốt cuộc thằng nhãi đó có lai lịch thế nào? Yêu vương Mang Sơn lắc đầu, không biết. Yêu vương Cổ Nguyệt quay đầu nhìn một cái, vừa nãy ta thử liên hệ với yêu vương Hách Liên nhưng lại chẳng nhận được bất cứ tin tức nào. Xem ra hắn ta thật sự chết trong tay kiếm tu kia rồi. Nghe vậy, sắc mặt yêu vương Mang Sơn bỗng nặng nề hơn hẳn. Yêu vương Cổ Nguyệt nói khẽ, người thần bí trước đó. Nói tới đây, dường như gã nghĩ tới chuyện gì nên bỗng im lặng. Yêu vương Mang Sơn trầm giọng, kiếm tu kia mới là kẻ đáng sợ. Kiếm tu, yêu vương Cổ Nguyệt quay đầu liếc nhìn chân trời, nhẹ giọng, chúng ta cứ im lặng theo dõi biến động là được. Một nơi khác, Diệp Huyên chậm rãi tiến lên trước. Chìm trong suy tư. Hắn phát hiện khuyết điểm lớn nhất của bản thân chính là kiếm không đủ lực. Tuy bây giờ hắn có thể phá vỡ được phòng ngự thân thể của thần cảnh, nhưng chưa tới mức chí mạng. Đối đầu với cường giả có cấp bậc như yêu vương Mang Sơn, thì phần thắng của hắn cũng không quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ 40%, bởi vì hắn không thể sai lầm, chỉ cần sai một ly là sẽ phải bỏ mạng ngay. Hiện giờ hắn không có thân thể cường đại, chỉ cần trúng một chiêu thôi là thân thể sẽ bị đánh nát ngay. Bởi vậy, lúc giao thủ với yêu vương Mang Sơn, hắn nhất định phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì yêu vương Mang Sơn có thể chịu được hơn 100 kiếm của hắn, nhưng hắn không được phép để mình trúng phải một quyền của yêu vương Mang Sơn. Không thể không nói, lúc này đây, hắn thật sự rất nhớ thân thể thần cảnh của mình. Nếu thân thể thần cảnh vẫn còn, vậy thì hắn có thể đè yêu vương Mang Sơn ra mà đánh thoải mái rồi. Không đúng. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên ngừng lại. Nếu như thân thể thần cảnh của mình vẫn còn, liệu kiếm đạo của mình có thể mạnh thế này sao? Chắc chắn không thể. Bởi vì lúc có thân thể thần cảnh hắn đã quá ỷ lại nó, từ đó sẽ không thể phát triển về mặt kiếm đạo nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục cất bước. Hắn sẽ tiếp tục tu luyện thân thể, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải nâng cao kiếm đạo trước đã. Kiếm đạo của hắn hiện giờ đã đi vào quỹ đạo, bởi vì cho dù không có thân thể mạnh mẽ, Diệp Huyên hắn cũng có lòng tin đối mặt với mọi kẻ địch. Táng Sơn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, tăng tốc. Lúc này hắn đang rất máu chiến. Chiến đấu điên cuồng. Diệp Huyên không ngờ nhận ra rằng cánh cửa tai ách bên trong tháp giới ngục đột nhiên rung mạnh một cái, song chỉ một loáng đã khôi phục bình thường. Ở một nơi giữa tinh không, nhóm ba người Mộ Niệm Niệm vẫn đang không ngừng xuyên qua tinh không, lúc này đây, các nàng để đã mất dấu của cánh cửa tai ách. Các nàng đã rời khỏi vũ trụ ngũ duy rồi, ngay cả nơi mình đang ở là chỗ nào, các nàng cũng chẳng rõ. Cô gái thần bí đi đầu bỗng ngừng bước, nàng ta nhìn về tinh không xa xăm, sắc mặt có phần tái nhợt. Sợ hãi. Khoảng thời gian vừa qua, nàng ta chưa bao giờ sợ hãi tới vậy. Nàng từng được chứng kiến sự đáng sợ của cánh cửa tai ách, đừng nói là Diệp Huyên. Mà ngay chính bản thân các nàng cũng chưa chắc đã chống lại được cánh cửa đó. Diệp Huyên vẫn còn sống chứ? Nàng không dám nghĩ nhiều tới vấn đề này. Vẻ mặt của Đồ cũng vô cùng khó coi, thật ra nàng ấy cũng rất sợ, hơn nữa nỗi sợ ấy còn tăng dần theo từng ngày. Cánh cửa tai ách quá mạnh. Với thực lực hiện giờ của Diệp Huyên, căn bản không thể nào ngăn được cánh cửa tai ách. Đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm ở một bên đột nhiên nói, hắn vẫn còn sống. Đồ và cô gái thần bí cùng nhìn về phía Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm cười nói, nếu hắn chết rồi, các cô nghĩ thử xem, liệu chúng ta còn sống ư? Nghe vậy, Đồ và cô gái thần bí lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nếu Diệp Huyên chết rồi, lẽ nào cô gái váy trắng sẽ không quay về? Các nàng không cảm nhận được Diệp Huyên. Nhưng chắc chắn cô gái váy trắng có thể làm được. Nếu như Diệp Huyên thật sự chết,
chắc chắn cô gái váy trắng đã quay lại đây tàn sát rồi. Nhưng nàng ấy không làm vậy, bởi thế chỉ có cách giải thích duy nhất là Diệp Huyên vẫn còn sống. Nghĩ tới đây, sắc mặt của cô gái thần bí và đồ lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc này, Mộ Niệm Niệm lại nói, nhưng chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm được hắn, nếu nguyên nhân tai ách đã muốn ra tay, chỉ e tình cảnh của hắn sẽ ngày càng tệ, thế nên chúng ta nhất định phải nhanh, bằng không. Nói tới đây, nàng ta liền im lặng. Nguyên nhân tai ách. Sắc mặt của cả ba cô gái lại trầm xuống. Nguyên nhân tai ách đã dẫn thiên mệnh đi, có thể nói rằng bây giờ chính là lúc giết Diệp Huyên dễ nhất. Cô gái thần bí nhìn sang Mộ Niệm Niệm, giờ chúng ta nên tìm kiểu gì đây? Quan tâm quá sẽ loạn, hiện giờ trong đầu nàng ta đều là Diệp Huyên, nên không thể suy nghĩ được gì. Mộ Niệm Niệm im lặng một thoáng, sau đó bảo, đi tiếp về phía trước, sau đó nghĩ cách liên lạc với hắn. Bây giờ chúng ta không liên lạc được có thể là do khoảng cách quá xa, nếu gần hơn chút nữa, biết đâu lại được thì sao? Cô gái thần bí gật đầu, đúng, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng ta lập tức vụt đến nơi xa. Đồ liếc về phía cô gái thần bí, vẻ mặt lạnh lùng, muốn giết nàng ta ghê. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, việc cấp bách hiện giờ là tìm được Diệp Huyên, sau đó đối phó với nguyên nhân tai ách. Nguyên nhân tai ách. Vẻ mặt của đồ dần ngưng trọng hơn hẳn. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, đi thôi. Nói rồi, nàng lập tức hóa thành một tia kiếm quang và biến mất tại tinh không. Ở nơi cũ, đồ im lặng một thoáng rồi cũng rời đi theo. Dãy núi Đại Hoang. Diệp Huyên nghênh ngang đi lại, dọc đường nơi này cô cùng tĩnh lặng, chẳng thấy bất cứ con yêu thú nào. Nhất là càng gần tới chỗ Táng Sơn thì lại càng im ắng, mới đầu vốn dĩ còn có tiếng chim hót vang, nhưng dần già đã chẳng nghe thấy gì nữa. Diệp Huyên biết chắc chắn Táng Sơn kia không phải một nơi bình thường. Tất nhiên, càng nguy hiểm thì hắn càng thấy hứng chí. Lúc này hắn đang rất muốn đánh nhau. Chỉ một lát, bước chân của Diệp Huyên đã tăng tốc, khoảng cách giữa hắn và Táng Sơn ngày càng gần. Nhưng hắn lại không hề phát hiện ra phía sau vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo mình. Ở một nơi khác trong dãy núi Đại Hoang, kiếm tu cứ lẳng lặng đứng giữa trời, quanh người ông ta có một chuỗi nhân quả tai ách chuyển động. Đây là nhân quả tai ách kết xuống sau lần ông cứu Diệp Huyên hồi trước. Tất nhiên ông cũng không hề để ý tới nó. Vì chuỗi nhân quả tai ách này căn bản không làm gì được ông. Đúng lúc này, chuỗi nhân quả bên cạnh ông đột nhiên ảm đạm hẳn, thời gian dần trôi qua, chúng từ từ biến mất. Thấy vậy, trong mắt kiếm tu bỗng lóe lên tia kinh ngạc. Chủ động biến mất sao? Kiếm tu ngẩng đầu nhìn về nơi sâu nhất Đại Hoang, ánh mắt chạm tới chỗ cánh cửa tai ách trong người Diệp Huyên, cảm thấy không vui, ta khá có hứng thú với nhân quả tai ách, ngươi đừng có mà biến mất. Mau quay về đây. Ánh cửa tai ách. Thấy không có động tĩnh gì. Chân mày kiếm tu hơi nhíu, một luồng kiếm ý vô hình lập tức khóa luôn cánh cửa tai ách lại. Cánh cửa tai ách lập tức rung mạnh, sau đó vội vàng lùi vào góc mà run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, xung quanh kiếm tu lại xuất hiện thêm đường dây nhân quả tai ách, nhưng không quá nhiều, mà chỉ là vài chuỗi. Kiếm tu vẫn không được vui, hơi ít, thêm nữa đi. Cánh cửa tai ách không ngừng run rẩy, xung quanh kiếm tu lại có hơn chục chuỗi nhân quả nữa. Thấy vậy, lông mày kiếm tu giãn ra, thu hồi kiếm ý lại. Mà bên trong cơ thể Diệp Huyên, cánh cửa tai ách vẫn đang run lẩy bẩy. Nó cảm thấy uất ức. Trước giờ nó nào từng phải chịu ấm ức như vậy chứ? Ức hiếp người ta quá đáng mà. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Diệp Huyên cũng dừng bước, trước mặt hắn mấy nghìn trượng là một ngọn núi lớn, đỉnh nút cao vút chọc trời. Xung quanh tản mát luồng khí âm u. Diệp Huyên liền biết đấy chính là Táng Sơn. Diệp Huyên nhìn lướt một vòng, bốn bề im lắng tĩnh lặng, quả nhiên có điều kỳ dị. Táng Sơn. Rốt cuộc là nơi như thế nào đây? Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Huyên liền cất bước đi về phía Táng Sơn. Trước mặt hắn, cỏ dại mọc cao đến mấy trượng, không hề có bất cứ dấu chân dẫm đạp nào, rõ ràng nơi này không hề có người hay yêu thú lui lớn. Thế nên hắn càng thận trọng hơn hẳn.
tuy rằng hắn rất muốn được chiến đấu, nhưng lại không dám coi thường chút nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã đi tới giữa sườn núi, khung cảnh dọc đường vô cùng tĩnh lặng, chẳng có lấy một con chim con thú. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Táng Sơn, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục bước tới. Thời gian dần trôi đi, vẻ mặt hắn càng lúc càng nặng nề, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể khô quắt trên đường, trong đó phần lớn là yêu thú, nhưng cũng có cả con người. Diệp Huyên ngẩng đầu liếc đỉnh Táng Sơn thêm cái nữa, chắc chắn ở nơi đó có một cường giả siêu cấp. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tăng tốc. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã tới đỉnh núi, lúc ấy, sắc mặt hắn gần như thay đổi hẳn. Cách hắn hơn trăm trượng có một cái lồng giam khổng lồ màu đỏ, bên trong nhốt một cô gái đang ngồi, tóc tai người đó bù xù, tay chân thì bị khóa chặt bởi dây xích đỏ như máu, trên đỉnh đầu nàng ta còn có một thanh kiếm đỏ ngòm treo lơ lửng, ở đầu thanh kiếm còn khắc chữ cái đỏ quẹt to đùng, tội. Diệp Huyên nhíu mày, cái gì thế này? Đúng lúc ấy, cô gái ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc thấy rõ dáng vẻ nàng ta, Diệp Huyên liền giật nảy mình. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, hiếm có trên thế gian, tất nhiên, ngoại trừ cặp mắt của nàng ta. Trong đó trống rỗng, không có con ngươi, khiến người khác chỉ mới liếc nhìn thôi cũng đủ sợ hãi. Mặc dù người này không có tròng trắng, nhưng Diệp Huyên lại có thể cảm nhận được nàng ta đang nhìn mình. Diệp Huyên do dự một chút mới nói, cọ sát chút không? Là cái kiểu biết ngừng tay đúng lúc á? Cô gái đột nhiên gào lên, cút. Âm. Sóng âm cuồn cuộn, những nơi nó đi qua đều biến thành bãi đổ nát, chỉ trong chớp mắt, không gian mấy vạn trượng trước mặt cô gái kia đã trở nên đen kịt. Ở nơi xa, sắc mặt Diệp Huyên biến đổi, hắn vội vàng rút kiếm chém một cái. Thuật rút kiếm kèm theo kiếm vực. Ánh kiếm phát ra xé rách tất thảy, thế nhưng sau chiêu kiếm ấy, cả người Diệp Huyên như gặp phải công kích nặng nề, nhoáng cái đã bị đánh bay ra ngoài. Cú bay ấy lên đến mấy vạn trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại đã không ngừng hộc máu, dường như phát hiện điều gì đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn phía sau, cả không gian nơi ấy đã rạn nứt, đồng thời vết nứt không ngừng can đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt, không gian mười mấy vạn trượng trước mặt hắn đã chẳng khác nào mạng nhện chằng chịt. Diệp Huyên mở to mắt, trong lòng vô cùng kinh hãi, không ngờ người phụ nữ này lại mạnh tới vậy. Lúc này, trong miệng Diệp Huyên lại tiếp tục hộc máu, hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống trị thương. Một kích vừa nãy của cô gái, nếu không phải hắn vận dụng kiếm vực để trấn áp một phần thì chỉ e giờ này đã tiêu đời luôn rồi. Quá mạnh. Mạnh hơn tên yêu vương trước đó không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên hai tên yêu vương kia không có ý tốt gì. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyên cảm giác vết thương đã gần như hồi phục hoàn toàn. Hắn hít sâu một hơi, rồi tiếp tục cất bước về phía đỉnh Táng Sơn. Trong mắt hắn không có chút e dè sợ hãi, mà chỉ có phấn khích. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, hắn đã có cái máu M1 này. Một chỉ người thích bị ngược đãi. Bởi sau mỗi lần bị ngược, hắn đều nhận ra rằng năng lực của mình đã tăng lên. Chỉ có không ngừng thúc ép bản thân thì con người mới có thể trưởng thành hơn được. Chốc lát sau, Diệp Huyên lại một lần nữa bước tới đỉnh núi kia, lúc này, cô gái lại ngẩng đầu đối diện với Diệp Huyên, tay trái Diệp Huyên lăm lăm thanh kiếm, hắn nhìn chằm chằm cô gái tại hạ Diệp Huyên, tới để cầu chết. Muốn chết? Cô gái đột nhiên cuộn tay phải lại, đấm ra một quyền, cú đấm này khiến xích sắt trói buộc tay phải của nàng ta rung liên hồi, không gian vốn đã được sửa đổi xung quanh liền nứt vỡ lần nữa. Trong khoảnh khắc cô gái tung ra nắm đấm, đồng tử của Diệp Huyên bỗng co nhỏ, hắn nhanh chóng xông lên, thế rồi thình lình rút kiếm chém một cái. Xoẹt! Mũi kiếm chạm tới đâu, không gian nơi đó liền nứt vỡ. Nhưng sau khi chém xong một kiếm này, sắc mặt hắn nhanh chóng biến đổi, ngay sau đó, kiếm quang vỡ vụn, cả người hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, lại thêm một cú bay tròn mấy vạn trượng, tới lúc ngừng lại được thì vùng không gian dưới chân kia đã sụp đổ mất rồi. Nhưng trong khoảnh khắc hắn bị đánh bay đó, thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên lao vụt ra. Thuấn sát nhất kiếm. Trong chiếc lồng màu máu ở xa, cô gái đột nhiên xòe tay, một thanh kiếm tốt đang đâm vào giữa lòng bàn tay ấy,
song nàng chẳng hề có chút động thái khác lạ nào cả. Thấy vậy, trong đôi mắt của Diệp Huyên vừa mới dừng lại được bỗng nhiều thêm mấy phần nặng nề. Không ngờ cô nàng này lại có thể đón nhận kiếm của hắn dễ dàng như thế. Đúng lúc ấy, cô gái kia cũng chỉ kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên, thế rồi, nàng ta tiện tay ném vụt đi. Xoẹt! Một ánh kiếm tựa như sấm chớp bỗng nhiên lóe lên, chém thẳng về phía Diệp Huyên. Chiêu kiếm này còn nhanh hơn cả thuấn sát nhất kiếm của Diệp Huyên. Ở nơi xa, vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng bình tĩnh, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian dần trôi, tốc độ của chiêu kiếm này lại ngày càng chậm. Cho tới lúc nó đến trước mặt hắn thì tốc độ đã trở nên cực kỳ chậm, hắn chỉ cần duỗi tay là túm được thanh kiếm ấy. Dùng ý niệm điều khiển. Thanh kiếm này do mối liên hệ tinh thần với hắn, có thể kết nối với ý niệm của hắn. Diệp Huyên thu kiếm, nhìn thẳng vào cô gái ở phía xa, trên khóe miệng hắn, máu tươi vẫn đang không ngừng trào ra. Giao đấu vừa rồi, hắn vẫn ở thế yếu hơn. Ở nơi xa, cô gái bỗng giơ một ngón tay, rồi ngoắc ngoắc với Diệp Huyên, tỏ ý khiêu khích, không cần nói cũng hiểu. Diệp Huyên lau máu trên khóe miệng, sau đó đi về phía cô gái kia, lúc cách nàng ta chừng mấy chục trượng, hắn đột nhiên biến mất, chỉ trong chốc lát. Xung quanh cô gái đã xuất hiện hơn chục ánh kiếm sắc bén. Cô gái vô tay xuống trước mặt. Trong chốc lát, cả chục đường kiếm kia đã bị phá vỡ, một bóng người liên tục lùi nhanh lại. Bóng người đó chính là Diệp Huyên, mà ngay lúc Diệp Huyên lùi lại kia, cô gái bỗng quơ tay một cái, cả vùng không gian chỗ Diệp Huyên đột nhiên bị xoắn vặt, luồng sức mạnh cường đại cứ thế bao phủ lấy hắn, như thể muốn xé nát Diệp Huyên ra. Trong lòng Diệp Huyên vô cùng kinh hãi, hắn vội vàng thi triển kiếm vực để trấn áp, dùng lúc đó, hắn lại chém thêm một kiếm. Vùng không gian trước mặt hắn lập tức vỡ vụn. Thấy chiêu thức không thành công, cô gái ở phía xa liền nhíu mày, nàng ta đang muốn xuất thêm chiêu nữa thì đúng lúc này, trong không gian vỡ nát trước mặt Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện mấy vạn đường kiếm khí năng lượng tối, trong chốc lát chúng đã hóa thành kiếm quang chém thẳng về phía cô gái. Thấy số kiếm khí năng lượng tối kia lao về phía mình, cô gái đột nhiên xòe tay phải ra, sau đó ấn nhẹ một cái về phía trước, không gian trước mặt nàng ta lập tức cuộn lên như gợn sóng lăn tăn. Ầm ầm. Số kiếm khí năng lượng tối trước mặt cô gái không ngừng nổ tung hết lượt này đến lượt khác, nhưng khoảng không gian trước mặt nàng ta lại vững chắc kiên cố, không hề hư hại chút nào. Chỉ chốc lát, toàn bộ kiếm khí năng lượng tối mà Diệp Huyên phát ra đã biến mất. Thế nhưng cô gái trước mặt lại vẫn không hề hư hao chút nào. Phòng thủ không một kẽ hở. Thấy vậy, trong lòng Diệp Huyên lại càng nặng trĩu, hắn đã gặp phải cao thủ rồi. Không hề nghĩ ngợi quá nhiều, Diệp Huyên bỗng nhiên giẫm mạnh chân phải xuống, cả người hóa thành một luồng kiếm quang chém thẳng về phía cô gái kia, nhưng đúng lúc này, cô gái đột nhiên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng xoay tròn. Giác! Không gian trước mặt nàng ta đột nhiên nứt vỡ, gương mặt của Diệp Huyên vốn đang ở trong vùng không gian ấy lập tức biến sắc, hắn vội vàng dừng lại, sau đó rút kiếm chém vỡ cả không gian kia. Không gian bao quanh Diệp Huyên lập tức vỡ vụn, bản thân hắn cũng phải lùi lại mấy trăm trượng, có điều hắn vừa mới dừng lại thì đã lập tức xông lên, kiếm quang xé rách tất thảy. Ở nơi xa, cô gái kia vẫn đối mặt với Diệp Huyên. Lúc Diệp Huyên gần tiến tới trước mặt thì nàng ta đột nhiên đưa tay kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên, nhưng ngay giây tiếp theo, tay trái của Diệp Huyên lại xuất hiện một thanh kiếm nữa, hắn dùng nó chém thẳng về phía đầu cô gái. Song kiếm. Vẻ mặt cô gái vô cùng bình tĩnh, nàng ta cứ thế kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên rồi vung ngang một đường. Keng. Lại một loạt kiếm quang bị phá vỡ, ngay cả Diệp Huyên cũng bị đẩy lui thêm lần nữa, nhưng trong quá trình hắn lùi lại ấy. Một thanh phi kiếm đột nhiên chém về phía đỉnh đầu của cô gái kia. Thuấn sát nhất kiếm. Cô gái đột nhiên lùi về sau nửa trượng, mũi kiếm kia tới trước mặt nàng ta liền chém thẳng xuống, cuối cùng đâm vào chiếc lồng màu máu, nhưng sau đó chiếc lồng rung bần bật, kiếm của Diệp Huyên bị đẩy ra, lao vút đi mấy vạn trượng. Cô gái không hề xuất chiêu nữa mà chỉ chìm vào im lặng. Ở nơi xa, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra. Kiếm vô thượng bay tới trên tay hắn, chân mày hắn nhíu lại, bởi vì thanh kiếm đó đã bị nứt vỡ rồi.
Diệp Huyên nhìn về phía chiếc lồng màu máu ở nơi xa, trong lòng thoáng kinh ngạc, rốt cuộc đó là thứ đồ gì vậy? Lúc này, cô gái đột nhiên nói, người muốn chết. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, gật đầu, đúng. Cô gái đặt hai tay trên đầu gối mình, đơn giản lắm. Ngươi giúp ta thoát khỏi đây, ta giết ngươi. Thoát khỏi. Diệp Huyên liếc cô gái bằng ánh mắt đánh giá, sau đó bảo cô bị nhốt à. Vẻ mặt cô gái không chút cảm xúc, trông ngươi không giống kẻ mù lắm thì phải. Diệp Huyên. Cô gái lại nói, ta đang bị nhốt ở đây, không thể khai triển toàn bộ thực lực. Nếu ngươi đã muốn chết thì có thể giúp ta thoát khỏi đây. Diệp Huyên hơi do dự một lát mới nói, ta không làm được đâu. Cô gái nói, ngươi có thể. Diệp Huyên chớp mắt, vì sao? Cô gái nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, là sao? Cô gái chỉ vào thanh kiếm trên đỉnh đầu mình, ngươi giúp ta phá bỏ trận pháp bên dưới, sau đó giúp ta gỡ thanh kiếm này ra, ta sẽ tự thoát được khỏi đây. Diệp Huyên liếc nhìn thanh kiếm trên đỉnh đầu cô gái. Đó là một thanh huyết kiếm như thể được đúc từ máu tươi ra vậy. Hắn im lặng. Cô gái đột nhiên nói, thế nào? Diệp Huyên do dự một lát mới đáp, thật ra ta cũng không phải thật sự muốn chết. Cô gái. Diệp Huyên lại nói, ta cảm thấy thực lực hiện giờ của ngươi vừa đủ có thể đè áp ta, nhưng lại không đánh chết. Thế nên, cô gái đột nhiên tức giận gào lên, ngươi đang đùa ta đấy phỏng. Có muốn ta ngủ cùng ngươi luôn không? Ầm ầm. Trong chốc lát, cả ngọn Táng Sơn phát ra âm thanh đáng sợ như có động đất, vô cùng dọa người. Sau tiếng gào của cô gái, cả Táng Sơn đều rung chuyển mạnh mẽ. Diệp Huyên thoáng kinh hãi, thực lực của cô gái này thực sự đáng gờm đây. Tại sao lúc nào hắn cũng gặp phải mấy cô gái mạnh vậy chứ? Âm Thịnh Dương suy chăng? Nhưng đúng lúc này, cô gái kia đột nhiên đứng dậy, mặc dù trong mắt nàng ta không có tròng đen nhưng Diệp Huyên lại có thể cảm nhận được nàng ta đang nhìn chằm chằm mình. Diệp Huyên hơi do dự một lát mới nói, ta đến để so tài. Cô gái nói, chẳng phải ngươi đang xin chết sao? Diệp Huyên gật đầu, nhưng ta không thật lòng muốn chết. Cô gái tức giận, vậy ngươi còn cầu xin chết cái quỷ gì? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, cầu chết là một loại thái độ thôi. Cô gái cười lạnh, trong nụ cười ấy còn chứa cả ý tứ châm biếm, thái độ. Ngươi muốn rèn luyện bản thân, nhưng lại không dám ép mình tới cực hạn. Nếu như không thể đến cực hạn, vậy ngươi đòi đột phá kiểu gì? Trưởng bối trong nhà không nói với ngươi rằng cách nâng cao thực lực tốt nhất chính là tôi luyện trong tuyệt cảnh bao giờ sao? Diệp Huyên trầm mặc. Cô gái lại nói, thực lực hiện giờ của ta có thể đè ngươi ra mà đánh. Nhưng lại không thể ép ngươi tới cực hạn. Nếu ngươi chọn cách này để nâng thực lực thì làm gì có ý nghĩa? Diệp Huyên nhìn cô gái, lỡ ta thả cô rồi cô đánh chết ta thì sao? Cô gái mặt không cảm xúc, ngươi có lòng muốn xin chết, nhưng lại sợ chết, làm thế là đang tự lừa mình dối người, hiểu chưa? Diệp Huyên không đáp, hắn cảm thấy cô gái này nói cũng có lý. Nhưng hắn cũng biết rõ, nếu thật sự thả nàng ta ra rồi thì hắn rất có thể bị đánh chết. Bởi vì hắn không biết rốt cuộc thực lực của cô gái này mạnh tới mức nào. Cô gái lại nói, sợ à? Diệp Huyên nhìn cô gái, nàng ta cười lạnh, kiếm tu đáng ra trong lòng không nên e dè, nhưng ngươi lại xuất hiện ý nghĩ sợ hãi đó, chứng tỏ rằng kiếm đạo của ngươi có khiếm khuyết. Diệp Huyên nhìn nàng ta cứ cảm thấy cô đang lừa ta. Cô gái lạnh nhạt nói, cách thí luyện mà ngươi chọn cũng không có ý nghĩa mấy. Nếu ngươi muốn đột phá lên cấp bậc cao hơn thì phải ép bản thân, còn nếu không muốn ép mình thì trong vòng trăm năm tới ngươi sẽ không thể đột phá được. Bởi vì hiện giờ ngươi đang tự ràng buộc bản thân, hiểu chưa? Diệp Huyên cũng không đáp lời câu này mà hỏi, tại sao cô lại bị giam ở đây? Cô gái nói, liên quan tới ngươi à? Diệp Huyên quay người rời đi. Chảnh ghê, thế mà còn muốn ta thả cô ra ngoài á, tiếp tục nằm mơ đi. Lúc này, cô gái đột nhiên nói, chờ chút. Diệp Huyên uốn éo đi tiếp. Này thì chảnh với ông này. Cô gái lại nói, thiếu niên tuấn tú như vậy, sao lại hẹp hòi thế chứ? Diệp Huyên dừng bước,
quay người nhìn về phía cô gái, cô vừa nói gì cơ? Cô gái đáp, sao lòng dạ hẹp hòi thế chứ? Diệp Huyên lắc đầu, câu trước cơ. Cô gái đáp, thiếu niên tuấn tú như vậy. Diệp Huyên chớp mắt, cô thấy ta anh tuấn lắm hả? Cô gái gật đầu, bàn về nhan sắc, ngươi có thể coi như xếp thứ hạng cao hơn trong số đàn ông ta từng gặp, à không, ngươi đứng đầu luôn á. Diệp Huyên cười hề hề, cô nương, ta cảm thấy chúng ta vẫn có đề tài chung đó. Cô gái chậm rãi ngồi xếp bằng, nàng ta nói, thật không dám giấu giếm, ta muốn ngươi giúp đỡ ta. Diệp Huyên gật đầu, ta thấy được. Nói tới đó, cô gái hơi do dự, ngập ngừng. Diệp Huyên cũng im lặng. Một lát sau, cô gái nói, thanh kiếm này tên là Thiên Tội, là thanh kiếm mạnh thứ hai của tinh vực Minh Hà, trong đó có sức mạnh tội ác, nếu ngươi lấy được nó. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, cô nương, ta không phải loại người dựa dẫm vào ngoại vật. Dứt lời, hắn liền giơ thanh kiếm trong tay lên, ngoài kiếm ra thì trước giờ Diệp Huyên ta không dựa vào bất cứ ngoại vật nào. Cô gái khẽ gật đầu. Giơ ngón cái lên, công tử giỏi quá. Tiểu nữ bội phục. Diệp Huyên thu kiếm về, cười nói, cô nương, thật ra cô cũng rất giỏi, tuy vừa nãy ta chưa dồn hết toàn lực nhưng cô nương cũng không có cách nào sử dụng toàn lực, thế nên coi như hai chúng ta ngang nhau đi. Cô lợi hại, mà ta cũng thế. Cô gái đột nhiên nói, công tử cũng không dùng toàn lực. Diệp Huyên nghiêm túc đáp, tất nhiên rồi. Khóe miệng cô gái dần giật. Má nó chứ, lần đầu tiên nàng gặp phải kẻ trợn mắt nói dối như vậy đấy. Diệp Huyên lại nói, cô nương, ta khá tò mò, không biết vì sao cô nương lại bị trấn áp ở đây vậy. Cô gái trầm mặc một lát mới nói, ta là người của thiên gia. Diệp Huyên nhíu mày, thiên gia. Lông mày cô gái nhíu chặt, ngươi chưa từng nghe nói tới thiên gia à? Diệp Huyên chớp mắt, lắc đầu chưa? Vẻ mặt cô giải có phần quái lạ, thằng nhóc ngu ngốc này tới từ chỗ nào vậy trời? Diệp Huyên đột nhiên nói, cô biết ta là ai không? Cô gái lắc đầu, không biết. Diệp Huyên đột nhiên lấy cánh cửa tai ách ra, lúc nhìn thấy nó, sắc mặt cô gái lập tức biến đổi, thứ này là gì? Nguy hiểm! Vào lúc cánh cửa tai ách xuất hiện, nàng ta đánh hơi được khí tức chết chóc. Diệp Huyên vỗ vỗ vào cánh cửa tai ách. Cười nói, nó là, nô tài của ta. Cánh cửa tai ách khẽ rung, huyết lôi cuồn cuộn bên trong. Diệp Huyên dùng tay phải giữ lấy cánh cửa tai ách, huyền khí truyền âm, mi đàng hoàng lại cho ông, nếu không ta sẽ bảo đại ca ta chém chết mi. Nghe vậy, cánh cửa tai ách nhất thời yên tĩnh lại. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, cười nói, cô nương, bây giờ cô biết ta là ai chưa? Cô gái trầm giọng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên trừng mắt, cô từng nghe về tai ách giới chưa? Sắc mặt cô gái lập tức biến đổi, ngươi tới từ tai ách giới. Diệp Huyên liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, cô biết tai ách giới hả? Cô gái trầm giọng, sách cổ có ghi lại, nhưng ta không hiểu rõ về nơi này. Diệp Huyên cười nói, thật không dám giấu, ta là thiếu giới chủ của tai ách giới. Cánh cửa tai ách lại rung chuyển mạnh mẽ. Diệp Huyên trừng mắt liếc cánh cửa tai ách, huyền khí truyền âm, có tin ta gọi đại ca ta bây giờ luôn không? Cánh cửa tai ách. Cô gái nhìn Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta nói, người muốn biểu đạt điều gì? Diệp Huyên thu cánh cửa tai ách về, cười đáp, cô nương à, ta chỉ muốn nói rằng thật ra ta không phải người bình thường. Cô gái im lặng một lát mới cất lời. Ta có thể giúp ngươi nâng thực lực lên. Diệp Huyên nheo mắt, nâng thực lực. Cô gái gật đầu, hiện giờ ta đang bị nhốt, nên thực lực của ta không thể ép ngươi tới cực hạn, nhưng nếu ngươi không lên tới cực hạn thì sẽ không thể tăng cấp. Ta cảm nhận được, bất kể là về sức mạnh hay tốc độ thì kiếm của ngươi đã đạt tới mức cực hạn của nó rồi, nếu muốn đột phá thêm thì chỉ có thể xảy ra trong hoàn cảnh giao thoa giữa sống và chết, để ngươi tự đột phá ràng buộc của chính mình. Đạt đến một tầm cao mới. Tất nhiên làm điều này vô cùng nguy hiểm, bởi rất có thể ngươi sẽ chết. Thế nên, phải xem ngươi có dám liều mạng hay không thôi. Diệp Huyên im lặng. Hắn hiểu ý mà cô gái muốn nói. Cực hạn vào thời khắc giao thoa giữa sống và chết. Hiện giờ, bất kể xét về sức mạnh hay tốc độ,
kiếm đạo, thì hắn cũng đã ở giai đoạn cực hạn, mà nó cũng chính là thứ ràng buộc hắn. Nếu hắn muốn đột phá thì chắc chắn không thể sử dụng những thí luyện đơn giản. Chỉ có tuyệt cảnh trong thời khắc sinh tử mới có thể giúp hắn đột phá cực hạn của bản thân. Nhưng giống với những gì cô gái đã nói, vào lúc đột phá cực hạn ấy hắn có thể sẽ chết. Rốt cuộc hắn có muốn liều hay không đây? Diệp Huyên chìm trong dòng suy tư. Cô gái kia cũng không nói gì, nàng ta đang đợi Diệp Huyên đưa ra lựa chọn. Một lát sau, Diệp Huyên bỗng lắc đầu cười một tiếng, thật ra cô nương nói không sai. Cô gái nhìn Diệp Huyên, hắn liền cười tự giễu, như cô nương đã nói, ta bảo cầu chết là một loại thái độ nhưng ta lại không thực sự muốn chết. Thật ra ta chỉ đang lừa mình dối người. Còn nữa, vừa nãy lúc đối mặt với cô nương, thực lực của cô nương quả thật đã khiến trong lòng ta sinh ra đôi phần e ngại, nhưng ta không dám nhìn thẳng vào nó. Dứt lời, hắn liền nhìn thanh kiếm trong tay mình, khẽ cười, ta đúng là sợ bóng sợ gió mất rồi. Cô gái khẽ nói, nghĩ thông suốt rồi sao? Diệp Huyên nhìn nàng ta sẽ cứu cô nương ra, nhưng có thể sẽ dính phải nhân quả không tốt. Cô gái nói, ta không thể cam đoan trước với ngươi điều gì, chỉ có thể nói rằng bất kể là nhân quả thế nào thì ta cũng sẽ gánh chịu cùng ngươi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ hãi. Diệp Huyên cười ha ha, ta sợ gì chứ? Ta và nhân quả không đội trời chung. Trước ta luôn nghĩ rằng mình nên bớt gây chuyện thì sẽ đỡ dính dáng tới nhân quả hơn, nhưng giờ xem ra căn bản chẳng có ích gì hết. Nếu đã vậy, thì cứ dính dáng nhiều chút cũng chẳng sao. Dứt lời, hắn liền đi tới trước mặt cô gái kia, cô nương, ta cứu cô ra, cô giúp ta. Cô gái gật đầu, được. Diệp Huyên nói, ta có thể giúp cô kiểu gì? Cô gái chỉ lên phía trên đỉnh đầu, giúp thanh kiếm đó. Diệp Huyên nói, mỗi vậy. Cô gái gật đầu. Diệp Huyên liếc nhìn thanh huyết kiếm kia, trầm mặc một hồi rồi xòe tay ra, muốn khống chế thanh kiếm ấy, có điều chẳng có tác dụng gì hết. Diệp Huyên nhíu mày, thanh kiếm này đúng là được đấy. Dám không nể mặt hắn. Diệp Huyên nhảy bật lên tới trước thanh kiếm, hắn vận dụng kiếm vực để trấn áp nó, lúc này, thanh kiếm đột nhiên rung bần bật, sau đó một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tuôn ào ào ra từ bên trong nó. Ầm ầm. Diệp Huyên lập tức bị chấn động đẩy lùi ra hơn trăm trượng. Diệp Huyên thoáng kinh hãi, thanh kiếm này lợi hại vậy sao? Lúc này, cô gái kia đột nhiên cất lời, không phải thanh kiếm đấy lợi hại, nếu nó chỉ là kiếm đơn thuần thì sẽ không phải đối thủ của ngươi. Là do trận pháp dưới chân ta khủng bố đấy. Diệp Huyên nhìn xuống dưới cô gái, lồng giam huyết sắc kia chẳng biết đã bị kích hoạt từ bao giờ, bốn phía tràn ngập năng lượng đỏ ngòm kỳ quái. Cô gái nói, người phá hủy phệ linh huyết trận này đi. Diệp Huyên trầm giọng, phá thế nào? Cô gái đáp, người nghĩ cách xem. Nghĩ cách? Diệp Huyên bỗng trầm ngâm, cô giỏi thế mà còn không phá được, vậy ta phá kiểu gì chứ? Dường như nghĩ tới gì đó, hai mắt Diệp Huyên bỗng sáng lên, hắn lập tức lôi cánh cửa tai ách ra. Diệp Huyên cười lạnh, hắn cứu cô gái này chắc chắn sẽ tạo thành nhân quả không tốt. Mà chính cánh cửa tai ách lại là thủ phạm dẫn tới những nhân quả đó. Nếu vậy thì sao không cho nó tự cứu luôn đi? Rồi cho nó gánh tội luôn. Không có tội, ta sẽ tìm tội cho nó gánh. Diệp Huyên đưa cánh cửa tai ách tới trước mặt cô gái, sau đó nói, phá cái lồng này ra cho ta. Cánh cửa tai ách không mảy may nhúc nhích. Diệp Huyên lại sử dụng huyền khí truyền âm, mau phá cho ông. Nếu không ông bảo đại ca ông chém chết mi. Cánh cửa tai ách. Cánh cửa tai ách khẽ rung lên, trong cánh cửa tai ách, vô số lôi điện màu máu lóe lên xé rách. Rất hiển nhiên, nó hiện tại đang rất phẫn nộ. Mẹ kiếp, nó chưa từng bị người khác ức hiếp như thế. Diệp Huyên có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của cánh cửa tai ách, nhưng mà hắn không quan tâm, hắn vỗ nhẹ lên cánh cửa tai ách. Truyền âm bằng huyền khí ta cho ngươi 3 giây, trong vòng 3 giây, nếu mà ngươi không phá huyết trận này cho ta. Ta liền lập tức bảo đại ca ta chặt ngươi ra. 1. Cánh cửa tai ách không có phản ứng. 2. Cánh cửa tai ách vẫn là không phản ứng. Diệp Huyên lập tức mở lòng bàn tay ra,
một sợi kiếm quang xuất hiện ở trong tay hắn, chuẩn bị gọi người, mà đúng lúc này, cánh cửa tai ách đột nhiên bay đến trước mặt cô gái kia, nó trực tiếp đập mạnh về phía vòng tròn máu kia. Ầm. Trong thời gian ngắn, huyết giới run lên kịch liệt, sau đó lập tức vỡ tan, nhưng là, lại xuất hiện vô số phù văn màu máu, những phù văn màu máu này đổ dồn vào thanh huyết kiếm trên đầu cô gái, thanh huyết kiếm kia rung lên dữ dội, trong phút chốc, cả bầu trời phía trên Táng Sơn trực tiếp biến thành một biển máu, thanh kiếm đứng ở giữa biển máu, bốn phía biển máu bắt đầu dâng trào, giống như tận thế sắp đến, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lực lượng ẩn chứa trong thanh kiếm này làm cho hắn cũng cảm thấy hơi hoảng sợ. Chỉ là, thanh kiếm này muốn đối đầu với cánh cửa tai ách. Đúng lúc này, thanh kiếm đột nhiên rơi thẳng từ phía chân trời xuống, chém thẳng về phía cánh cửa tai ách. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, chớp chớp mắt, khá lắm, thanh kiếm này thật sự muốn đánh nhau với cánh cửa tai ách. Có khí phách. Phía dưới, cánh cửa tai ách đột nhiên rung lên. Nổi giận rồi. Bị kiếm tu kia ăn hiếp thì cũng thôi. Dù sao, thật sự không thể đánh lại. Nhưng thanh kiếm kia là cái đồ rác rưởi gì, cũng dám ăn hiếp nó. Cánh cửa tai ách đột nhiên hóa thành một luồng huyết quang phóng lên cao, nó đâm trực tiếp vào thanh huyết kiếm kia. Ầm ầm. Thanh huyết kiếm nổ tung, hóa thành hư vô, cùng lúc đó, toàn bộ biển máu ở phía chân trời lập tức biến mất không chút tung tích. Cô gái nhìn thấy cảnh này, từ từ nắm chặt tay phải, trong lòng nàng là nỗi sợ hãi sâu sắc. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cánh cửa tai ách này vẫn là rất mạnh. Trừ chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu ra, sợ rằng nó thật sự không có đối thủ. Cho dù Niệm Niệm và Đồ Cùng liên thủ, cũng không thể ngăn cản kiếp tai ách mà nó phát ra. Đáng tiếc, nó xui xẻo, lại gặp phải kiếm tu kia. Lúc này, cánh cửa tai ách đột nhiên trở lại cơ thể Diệp Huyên. Nó đương nhiên không dám đi. Bởi vì kiếm tu ở cách đó không xa, hơn nữa, trong cơ thể nó còn có hai luồng kiếm khí. Nó sợ một khi nó chạy, cái mạng nhỏ lập tức sẽ không còn. Bây giờ điều nó có thể làm chính là chờ kiếm tu kia rời đi. Hiện tại, nó chỉ có thể tránh tạm đi. Lúc này, cô gái kia đột nhiên nói, đa tạ. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, cô nương xưng hô như thế nào? Cô gái nói, Vãn Quân. Vãn Quân. Diệp Huyên gật gật đầu, Vãn Quân cô nương, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Vãn Quân nói, chờ chút, ta khôi phục lại. Nói xong, nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chữa thương. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một vài tử khí bay về phía Vãn Quân. Vãn Quân nhìn thấy tử khí kia, có chút kinh ngạc nói, những tử khí này rất quý báu, nhưng mà, nếu đã là tấm lòng của ngươi, ta sẽ không khách sáo. Cảm ơn. Nói xong, nàng lập tức hấp thu tử khí. Diệp Huyên không nói gì, gặp được đối thủ rồi. Một lát sau, Vãn Quân gần như đã khôi phục lại, nàng đứng dậy, hai tay nắm chặt, trong phút chốc, xiềng xích trên tay nàng vỡ tan. Vãn Quân hít sâu một hơi, nàng từ từ nhắm mắt lại, rất lâu sau đó, nàng mở mắt ra. Trong hốc mắt vẫn là một khoảng tối đen, trông cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, Vãn Quân cô nương, người không thể khôi phục lại đôi mắt sao? Vẻ mặt Vãn Quân đột nhiên trở nên dữ tợn, đôi mắt của ta ở trong tay người nhà họ Thiên, ta phải đích thân đi đoạt lại. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Vãn Quân, hắn biết, Vãn Quân này chắc chắn có một mối huyết hải thâm thù. Nhưng đây không phải chuyện hắn muốn quan tâm. Bây giờ hắn chỉ muốn đột phá giới hạn của bản thân. Vãn Quân đột nhiên hướng mặt về phía Diệp Huyên, chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyên trầm giọng nói, chuẩn bị xong. Hắn còn chưa dứt, Vãn Quân đột nhiên ra tay, nhanh như điện, một ngón tay chỉ vào giữa chân mày Diệp Huyên. Diệp Huyên không ngờ Vãn Quân lại đột nhiên ra tay, hắn bất ngờ không kịp đề phòng, trong lòng hoảng hốt, đã không còn kịp tránh nữa rồi. Nhưng hắn chỉ có thể cố gắng trốn tránh, nhưng mà, vẫn hơi muộn. Hắn trực tiếp bị Vãn Quân chỉ trúng vào giữa hai chân mày. Ầm. Trong phút chốc, cơ thể Diệp Huyên lập tức nổ tung,
linh hồn lùi về sau mấy vạn trượng, mà trong quá trình lùi lại, linh hồn của hắn bốc cháy, mà lúc này, kiếm chấn hồn đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang dung hợp với linh hồn hắn. Linh hồn bùng cháy của Diệp Huyên dần dần bình ổn trở lại. Sau khi dừng lại, hai tay Diệp Huyên nắm chặt, đầu óc trống rỗng. Nếu không có kiếm chấn hồn, hắn đã bị giết trong giây lát. Vãn Quân xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, như thế nào là giữa sự sống và cái chết, ngươi hiểu rồi chứ? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Giữa sống và chết. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt. Khoảnh khắc vừa rồi là khoảnh khắc gần với cái chết nhất trong đời hắn, mà trong khoảnh khắc đó, hắn đã sợ hãi. Sợ chết. Trên thế gian này, có bao nhiêu người có thể không sợ chết? Hắn vốn cho rằng hắn không sợ chết, nhưng thực ra không phải vậy, khi thật sự đối mặt với cái chết, trong lòng hắn vẫn sợ hãi. Diệp Huyên tự cười chính mình, lúc trước mình thế nhưng còn muốn chết. Muốn chết. Một người sợ chết thế mà lại muốn chết, bây giờ ngẫm lại, thật sự buồn cười. Vãn Quân không nói nữa, nàng biết, lúc này Diệp Huyên chắc chắn có rất nhiều ý nghĩ. Hiểu được giữa sống và chết, tốt hơn nhiều so với tất cả khổ tu. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu phục hồi lại cơ thể. Lần này, hắn dùng tử khí phục hồi lại thân xác, bởi vì tử khí sẽ nhanh hơn một chút. Khoảng một canh giờ sau, cơ thể của Diệp Huyên đã khôi phục, nhìn cơ thể tự mình phục hồi lại, Diệp Huyên lắc đầu cười, cơ thể hiện tại quá giòn. Lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, tiếp tục. Diệp Huyên đang định gật đầu, lúc này, Vãn Quân đột nhiên ra tay, lần này nhanh hơn cả lần trước, cũng may Diệp Huyên đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, trong nháy mắt Vãn Quân ra tay kia, hắn đã lui về phía sau, nhưng cái chỉ tay của Vãn Quân trực tiếp xuyên qua không gian. Sau đó chỉ vào giữa chân mày hắn. Cơ thể Diệp Huyên lại nổ tung, linh hồn từ không trung điên cuồng lùi về sau, lần lùi này xa đến mấy vạn trượng, hơn nữa, cả linh hồn trở nên cực kỳ hư ảo, giống như sẽ biến mất bất kỳ lúc nào vậy. Thật ra, nếu không nhờ kiếm chấn hồn, linh hồn của hắn đã thật sự biến mất rồi. Vãn Quân đi về phía Diệp Huyên, quá tam ba bận, thêm một lần nữa. Thanh kiếm kia cũng sẽ không thể bảo vệ linh hồn của ngươi. Nói xong, nàng dừng bước, dám tiếp tục không? Dám tiếp tục không? Lời này thật thấu tim. Diệp Huyên hít sâu một hơi, đến đây. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục phục hồi cơ thể. Vãn Quân đứng tại chỗ, không nói gì. Một lúc lâu sau, cơ thể Diệp Huyên đã khôi phục lại. Diệp Huyên đứng lên. Hắn Vãn Quân, nàng đang muốn nói, Diệp Huyên đột nhiên đâm kiếm. Thuấn sát nhất kiếm. Khi đánh nhau, nhất định đừng nói chuyện. Bài học xương máu. Một kiếm này đâm thẳng vào giữa chân mày Vãn Quân, nhưng kiếm của hắn vừa đâm ra, đã lập tức bị Vãn Quân dùng hai ngón tay kẹp giữ lại, mà gần như cùng lúc, không gian nơi Diệp Huyên đứng đột nhiên nứt ra, nhưng Diệp Huyên đã ra xa cách đó trăm trượng. Chính xác mà nói. Trong khoảnh khắc hắn xuất kiếm, người hắn cũng đã lùi lại rồi. Chính bởi vì như thế, cái chỉ tay này của Vãn Quân mới không đánh trúng hắn. Vãn Quân cầm kiếm của Diệp Huyên, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, xem ra, hai lần cơ thể vỡ vụn khiến cho ngươi hiểu ra không ít. Diệp Huyên trầm giọng nói, vẫn mong Vãn Quân cô nương chỉ giáo. Vãn Quân đi về phía Diệp Huyên, cái gì nhanh nhất? Diệp Huyên nói, tâm. Vãn Quân gật đầu, đúng vậy. Khi chúng ta giao đấu với người khác, chỉ dựa vào phản ứng theo bản năng là không được, bởi vì có người có tốc độ nhanh hơn phản ứng bản năng của ngươi rất nhiều lần, ví dụ như ta và ngươi lúc trước. Tốc độ của ta vượt xa phản ứng theo bản năng của ngươi, đây cũng là lý do vì sao ngươi không thể tránh chiêu kia của ta. Mà lần này, sở dĩ ngươi có thể tránh thoát, đó là bởi vì ngươi sớm đã dự đoán ra ta sẽ ra tay, cho nên, khi ta còn chưa ra tay. Ngươi đã lui rồi. Diệp Huyên nhíu mày, dự đoán. Vãn Quân lắc đầu, không đơn giản là dự đoán, còn có nhẩm tính trong lòng. Diệp Huyên có chút khó hiểu, nhẩm tính trong lòng. Vãn Quân gật đầu, chiến đấu, giống như đánh cờ, người ra một chiêu, cũng giống như đặt một quân cờ, mà cao thủ đánh cờ khi đặt một quân cờ xuống,
thật ra đã tính toán sẵn hàng chục thậm chí hàng trăm nước đi có thể xảy ra phía sau, cái này gọi là nhẩm tính trong lòng. Mà khi ngươi xuất kiếm, không nên câu nệ kiếm kỹ, nên nghĩ đến càng nhiều khả năng hơn. Giống như vừa rồi, khi ngươi đâm một kiếm kia, tự ngươi đã lựa chọn lập tức lùi lại, sau đó tránh thoát một đòn chí mạng của ta, này đại biểu, ngươi thật ra đã tiến vào cấp bậc tâm kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyên đột nhiên gian sáng tỏ. Giờ phút này, hắn nhớ tới lời kiếm tu nói với hắn, tâm hướng về đâu, kiếm chỉ đến đó. Như thế nào là tốc độ? Thực ra, giới hạn của tốc độ chính là dự đoán. Mà dự đoán, đây là một đạo lý vô cùng đơn giản. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được, nếu không nâng cao tốc độ của mình đến cực hạn, người căn bản không có tư cách đi phán đoán. Giống như vừa rồi khi giao đấu với Vãn Quân, nếu tốc độ của hắn không đến cực hạn, cho dù hắn đoán ra Vãn Quân sẽ ra tay như thế nào, cũng không có tác dụng gì. Tốc độ ngươi suy nghĩ không nhanh bằng người khác làm. Vãn Quân đột nhiên lại nói, võ giả chúng ta gọi là nhẩm tính trong lòng, kiếm tu các ngươi, nên gọi là tâm kiếm. Lấy tâm ngự kiếm, lấy tâm tính toán kiếm, nếu vừa rồi kiếm kỹ của ngươi cộng thêm tâm kiếm này, sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tâm kiếm cũng chia cảnh giới sao. Vãn Quân gật đầu, có chia, giống như chơi cờ, có người có thể sau khi đặt một quân cờ xuống đã tính đến 10 nước cờ sau, mà có người lại có thể tính đến 100 nước cờ phía sau. Đơn giản mà nói, chia thành 3 loại cảnh giới, phân biệt là sơ cảnh, đại thành, cực hạn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, hiện tại ta tính là sơ cảnh. Vãn Quân gật đầu, đúng vậy. Nhưng mà, người có chút đặc biệt. Diệp Huyên hơi khó hiểu, nói như thế nào? Vãn Quân nói, bởi vì ngươi mới thành đạo cảnh. Kỳ thực, trong lòng nàng cũng hơi kinh ngạc. Diệp Huyên là thành đạo cảnh, mà nàng là vĩnh hằng cảnh đỉnh cao, hơn nữa, chỉ cần nàng muốn, có thể tiến lên một bước bất kỳ lúc nào. Nghiêm khắc mà nói, nàng cao hơn Diệp Huyên 3 bậc. Nhưng mà khi đối đầu với Diệp Huyên, nàng vẫn không dám xem thường, đặc biệt là hiện tại. Dường như nghĩ đến điều gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, tiếp tục không. Diệp Huyên không nói gì, mà trực tiếp lùi xa trăm trượng, mà hắn vừa mới lùi lại, không gian trước mặt hắn đã nứt ra. Diệp Huyên liếc nhìn Vãn Quân, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu hắn trả lời câu hỏi của Vãn Quân, thì đã chết rồi. Hắn đột nhiên phát hiện, hóa ra đánh nhau có thể đánh như vậy. Vãn Quân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, không gian phía chân trời đột nhiên rung lên, ngay sau đó, phía chân trời kia xuất hiện một vòng xoáy không gian khổng lồ. Vãn Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt nàng dần dần lạnh như băng, người đi trước đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, người của thiên gia đến rồi. Vãn Quân gật đầu. Diệp Huyên gượng cười, cái này, ta không tiện tham dự. Vãn Quân nói, người đi đi. Diệp Huyên xoay người bước đi, nhưng đi được 2 bước hắn đột nhiên dừng lại, sau khi trầm tư một lát, hắn đột nhiên đi đến bên cạnh Vãn Quân, sau đó nói, Vãn Quân cô nương chớ sợ, ta là thiếu chủ của Tai Ách Giới. Tai Ách Giới xác định sẽ quản việc này rồi, nếu nhà họ Thiên không nể mặt Tai Ách Giới của ta, Tai Ách Giới sẽ hủy diệt con mẹ nó. Trong tháp giới ngục, cánh cửa Tai Ách đột nhiên rung lên, thiếu chút nữa đã bùng nổ. Nguyên nhân Tai Ách. Diệp Huyên vừa rồi vẫn luôn nghĩ một vấn đề, hắn là ách thể, có nguyên nhân Tai Ách, nếu nguyên nhân Tai Ách này mỗi ngày đều gây phiền phức cho hắn, vậy sao hắn không tìm chút phiền phức cho nguyên nhân Tai Ách? Còn nữa, cho dù chính mình không chủ động tìm phiền phức, chẳng lẽ sẽ không có phiền phức sao? Chắc chắn là không. Cho dù thế nào, nguyên nhân Tai Ách cũng sẽ tìm đến hắn. Trốn tránh là vô ích. Nếu trốn tránh vô ích, vậy không bằng chủ động tìm phiền phức, sau đó để cho cánh cửa Tai Ách này vác nồi. Cùng lắm là đồng quy vô tận. Vãn Quân nghe thấy lời Diệp Huyên nói, hướng mặt về phía hắn, ngươi xác định. Diệp Huyên cười nói, Vãn Quân cô nương, cô thấy ta giống như đang nói đùa sao? Vãn Quân nhẹ giọng nói, đây là chuyện riêng của ta. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời, kể từ bây giờ. Chuyện của cô chính là chuyện của ta. Ai ức hiếp cô, chính là đang ức hiếp Diệp Huyên ta, ức hiếp Tai Ách Giới của ta.
dám ức hiếp tai ách giới, cho dù bao xa cũng giết. Vãn quân. Cánh cửa tai ách. Cùng với sự xuất hiện của vòng xoáy phía chân trời kia, cả dãy núi đại hoang đều khiếp sợ, vô số yêu thú ngẩng đầu nhìn về hướng Táng Sơn. Lúc này, một lá cờ lớn màu đỏ rực đột nhiên bay ra từ trong vòng xoáy đen kia. Trên lá cờ đỏ rực kia viết một chữ to, Thiên. Cùng với lá cờ bay ra, một giọng nói truyền ra từ vòng xoáy, nhà họ Thiên làm việc, những người không liên quan lùi ra. Nhà họ Thiên. Cả dãy núi đại hoang chấn động theo tiếng nói vang lên. Trong phút chốc, vô số yêu thú xung quanh Táng Sơn đều giống như chim sợ cành còng, bỏ chạy về bốn phía. Diệp Huyên nhìn thoáng qua xung quanh, nhíu mày, nhà họ Thiên gì đó thật kiêu ngạo. Lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, bây giờ ngươi đi, vẫn còn kịp. Diệp Huyên đang muốn nói, phía chân trời, một người thanh niên đi ra, người thanh niên mặc một chiếc cẩm bào, trong tay nắm một cây quạt giấy, phía cuối quạt giấy có thắt một miếng ngọc bích. Sau khi người thanh niên xuất hiện, gã nhìn lướt qua bốn phía, cười nói, dãy núi đại hoang. Nói xong, gã nhìn về phía Vãn Quân, chị họ, từ ngày chia tay đến giờ tỷ vẫn khỏe chứ? Chị họ, sắc mặt Diệp Huyên có chút cổ quái, bọn họ là người một nhà. Đấu đá nội bộ gia tộc. Diệp Huyên nhớ đến nhà họ Diệp ở Thanh Thành. Xem ra, bất kỳ một gia tộc nào cũng không thể thiếu đấu đá nội bộ. Vãn Quân nhìn về phía người thanh niên, Thiên Khâu, chỉ một mình ngươi. Người đàn ông tên Thiên Khâu cười nói, chị họ, ta ở trong mắt tỷ yếu như vậy sao? Vãn Quân mặt không chút biểu cảm, ngươi là cái dạng gì, trong lòng ngươi không tự biết hay sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thiên Khâu dần trở nên âm trầm, dường như nghĩ đến cái gì, gã đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên bên cạnh Vãn Quân, là ngươi cứu chị họ của ta ra. Diệp Huyên gật đầu, là ta. Thiên Khâu gấp quạt lại, cười nói, ta có thể nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là ai, có người đứng sau như thế nào, nhà họ Thiên ta nhất định lấy đầu của ngươi. Trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách đột nhiên run rẩy, không biết là có ý gì. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, ta là người của tai ách giới, có thể nể mặt tai ách giới ta không? Tai ách giới. Thiên Khâu lắc đầu cười. Đó là nơi rác rưởi nào, chưa từng nghe qua. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ngươi chưa từng nghe về tai ách giới. Thiên Khâu cười nói, tai ách giới, rất nổi tiếng sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Vãn Quân, nàng nói, hắn cấp bậc rất thấp, không thể tiếp cận với một vài điều cốt lõi của gia tộc. Cấp bậc rất thấp. Diệp Huyên không nói gì, cô gái này nói chuyện thật làm người khác tổn thương. Bởi vì Vãn Quân nói rất to, cố ý nói cho Thiên Khâu kia nghe thấy. Khi nghe thấy những lời này của Vãn Quân, nụ cười trên mặt Thiên Khớ dần trở nên lạnh lẽo, gã không dám gây hấn với Vãn Quân, mà nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi cho rằng tai ách giới có thể bảo vệ ngươi. Diệp Huyên vội gật đầu, tai ách giới của ta, thiên hạ vô địch. Cánh cửa tai ách. Thiên hạ vô địch. Thiên Khâu cười ha ha. Cười vô cùng lớn tiếng, thiên hạ vô địch. Lời này của ngươi là lời nói đùa buồn cười nhất từ trước đến nay mà ta từng nghe. Diệp Huyên nắm chặt hai nắm đấm, thể hiện là rất phẫn nộ, ngươi dám sỉ nhục tai ách giới ta. Thiên Khâu nhìn xuống Diệp Huyên, cười lạnh, sỉ nhục tai ách giới của ngươi. Tai ách giới của ngươi là cái nơi rác rưởi gì, cũng xứng nhà họ Thiên ta sỉ nhục. Ở trước mặt nhà họ Thiên, tai ách giới của ngươi còn không bằng cả con kiến, ngươi. Đúng lúc này, trong cơ thể của Diệp Huyên, một luồng huyết quang đột nhiên bay ra. Thiên Khâu còn chưa kịp phản ứng lại đã trực tiếp bị một cánh cửa máu đập trúng, trong phút chốc, Thiên Khâu đã thần hồn đều bị diệt. Ngay cả mảnh vụn cũng không còn sót lại. Kẻ ra tay chính là cánh cửa tai ách. Vãn Quân thấy cánh cửa tai ách ra tay, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cánh cửa tai ách, mẹ kiếp, hắn phát hiện, thứ này có thể còn lợi hại hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ. Người thanh niên kia ít nhất cũng là vĩnh hằng cảnh, thế mà trực tiếp bị giết trong giây lát. Có thể nói, ngoài chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu ra, sợ là thật sự không có ai có thể chế ngự cánh cửa này.
sau này hắn đối mặt với cánh cửa này, có phải là nên thân thiện một chút không? Phía chân trời, cánh cửa tai ách hơi rung lên, bốn phía, lôi quang lập lòe. Phẫn nộ. Nó rất phẫn nộ. Bị kiếm tu kia ức hiếp cũng thôi đi. Cái thứ rác rưởi này cũng dám sỉ nhục tai ách giới. Coi tai ách giới dễ ức hiếp lắm sao? Đúng lúc này, bên kia dãy núi đại hoang, kiếm tu đột nhiên quay đầu nhìn về phía cánh cửa tai ách. Theo cái nhìn này của kiếm tu, phía chân trời cánh cửa tai ách đột nhiên giống như chim sợ cành cong, lập tức hóa thành một luồng huyết quang biến mất vào trong cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên và Vãn Quân đều ngơ ngác. Bên trong tầng 9, cánh cửa tai ách trốn trong góc run bần bật. Lúc này, tiểu tháp trượt đến tầng 9, tiểu tháp bay đến trước mặt cánh cửa tai ách nhảy múa, tiểu ách, chuyện lúc trước ta nói để ngươi nhận ta làm cha, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Nếu ngươi không muốn làm con ta, vậy ngươi nhận ta làm ông nội đi. Cánh cửa tai ách. Nghe thấy những lời tiểu tháp nói, Diệp Huyên cạn lời, tiểu tháp này sớm muộn gì cũng có ngày bị ăn đập. Bên cạnh Diệp Huyên, Vãn Quân đột nhiên nói, sự việc có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn chút. Diệp Huyên nói, là do cánh cửa kia giết. Vãn Quân quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cánh cửa kia không phải của ngươi sao? Diệp Huyên nói, là của ta, nhưng là, một mình cửa làm thì một mình của chịu, nó tự mình giải quyết. Vãn Quân do dự một lát, sau đó nói, có thể như vậy. Diệp Huyên gật đầu, có thể. Vãn Quân giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, bên trong vòng xoáy không gian phía chân trời, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, tay trái nắm chặt thanh kiếm trong tay. Vãn Quân nhẹ giọng nói, một gã có vẻ ra gì đến rồi. Nàng vừa dứt lời, một ông lão đi ra từ trong vòng xoáy không gian kia. Ông lão mặc một chiếc áo bào màu cho, trong tay cầm một thanh kiếm có bao kiếm. Kiếm tu. Ánh mắt Diệp Huyên chợt sáng lên. Điều hắn muốn nhất vẫn là đánh với kiếm tu. Vãn Quân nhìn thấy ông lão, tam thúc, không ngờ lần này lại là ngươi đến. Ông lão bình tĩnh, sống bình thường, chờ đợi thời gian kết thúc không tốt sao? Vãn Quân gằn giọng nói, ta không phục. Ông lão lắc đầu, không phục, vậy thì chết. Vãn Quân nhe răng cười nói, vậy đến đây đi. Vừa dứt lời, nàng từ từ nắm chặt hai tay, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên thổi quét ra từ trong cơ thể nàng. Mà lúc này, ông lão kia đột nhiên lắc đầu, chuyện của ngươi tạm thời bỏ qua trước đã. Nói xong, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Diệp Huyên, Thiên Khâu là ngươi giết. Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Ông lão nhíu mày, ngươi dám làm không dám nhận. Diệp Huyên nói, thật sự không phải ta giết. Ông lão nhìn về phía Vãn Quân nói, cũng không phải ta giết. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, người không phải ngươi giết, vậy Vãn Quân là do ngươi thả ra đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ai cho ngươi lá gan dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Thiên ta? Diệp Huyên tức giận chỉ ông lão, ông đây muốn cứu thì cứu, ngươi không phục à? Đến đánh ta đi. Vãn Quân. Ông lão nheo mắt, ta chưa từng gặp người nào kiêu căng như ngươi. Xem ra, người đứng sau ngươi không nhỏ. Diệp Huyên tức giận nói, ông đây là người của tai ách giới. Trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách khẽ rung lên. Nếu không phải kiếm tu ở đó, nó sẽ đập Diệp Huyên thành thịt nát. Mẹ nó, cái gì cũng đổ lên đầu tai ách giới. Phía chân trời, ông lão nhíu mày, tai ách giới. Nói xong, ông ta nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, tai ách giới liền có thể kiêu căng như vậy sao? Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên chỉ tay một cái, một luồng kiếm quang chém xuống từ phía chân trời. Phía dưới, Diệp Huyên rút kiếm chỉ lên, chém. Suy! Một sợi kiếm quang phóng thẳng lên. Phía chân trời, luồng kiếm quang của ông lão lập tức bị chém vỡ tan, ngay sau đó, không gian trước mặt ông lão bị xé rách ra. Ông lão nhìn thấy một màn này, trong lòng cả kinh, kiếm của người thiếu niên rất sắc bén. Không dám nghĩ nhiều, ông lão đột nhiên rút kiếm đâm. Đối chọi gay gắt.
Một mảnh kiếm quang đột nhiên bùng nổ từ trước mặt ông lão, ông ta liên tiếp lùi xa mấy chục trượng, mà ông ta còn chưa dừng lại, một thanh kiếm đã lại đâm tới. Ông lão giơ ngang kiếm ra chắn. Ông lão lại lùi mạnh về sau gần trăm trượng, mà không gian trước mặt ông ta vừa mới vỡ ra, đã xuất hiện hàng nghìn kiếm khí năng lượng tối. Ngay sau đó, những kiếm khí năng lượng tối này chém thẳng về phía ông lão kia. Đồng tử của ông lão chợt co rụt lại, vung kiếm chém một nhát, một mảnh kiếm quang giống như thác nước. Rầm 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 rầm. Trong phút chốc, cả phía chân trời vô số kiếm quang bùng nổ, toàn bộ chân trời bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Xa xa, Diệp Huyên đang định tiếp tục ra tay, nhưng vòng xoáy không gian ở xa xa đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, từng hơi thở mạnh mẽ tuôn ra. Diệp Huyên thấy vậy, càng thêm hưng phấn. Mà Vãn Quân ở bên cạnh lại thay đổi sắc mặt, nàng lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, kéo cánh tay Diệp Huyên, đi. Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Huyên bay về phía chân trời. Phía chân trời, Diệp Huyên vội vàng nói, không đi, ta còn có thể đánh tiếp. Vãn Quân tức giận nói, người đánh cái chùy ấy, người trên vĩnh hằng cảnh đến rồi, còn không chỉ một người. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, không sao, ta có thể đánh. Vãn Quân giận dữ nhìn Diệp Huyên, người lợi hại hơn ta, hơn nữa còn không chỉ một người. Diệp Huyên chớp chớp mắt, đừng sợ, ta là người của Tai Ách Giới. Ta là thiếu chủ của Tai Ách Giới. Lúc này, một giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, người có chút liêm sỉ đi được không? Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Ai đang nói chuyện? Rất nhanh, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Là cánh cửa Tai Ách đang nói chuyện. Mẹ kiếp, cái thứ này bị tức đến lên tiếng rồi. Chấm 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 chấm. Không thể không nói, Diệp Huyên có chút kinh ngạc. Cánh cửa Tai Ách này lại có thể nói chuyện. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị nghiên cứu xem thì Vãn Quân lại trực tiếp dẫn hắn biến mất nơi chân trời. Mà ông lão bên cạnh không hề ngăn cản. Bởi vì ông ta sợ chết. Nếu chỉ là Diệp Huyên thì không giết được ông ta nhưng có thêm Vãn Quân, tên đó rất có khả năng làm được. Nhưng ông ta không dám mạo hiểm. Sau khi hai người biến mất không lâu, một lốc xoáy xuất hiện ngày đó, có hai người bước ra, là một nam một nữ. Nhìn thấy hai người, sắc mặt ông lão chợt thay đổi, ông ta vội vàng đi đến trước mặt họ, kính cẩn thi lễ, Thánh Quân, Thiên Mẫu. Thánh Quân, Thiên Mẫu. Địa vị hai người này trong thiên gia chỉ đứng sau Thiên Chủ và Thiên Sư. Thánh Quân nhìn phía xa, thiếu niên vừa nãy kia là ai? Ông lão trầm giọng nói, không biết là người nào, nhưng hắn tự xưng là Tai Ách Giới. Tai Ách Giới. Thánh Quân và Thiên Mẫu đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đầy thâm ý. Ông lão do dự chốc lát rồi nói, Thánh Quân, Thiên Mẫu, hai người sao lại đến vậy? Thánh Quân nhìn ông lão, chuyện này không phải chuyện ông có thể nhúng tay vào, quay về đi. Ông lão không dám hỏi nhiều, lập tức kính cẩn thi lễ, sau đó lùi đi. Thánh Quân nhìn phía xa, nhẹ giọng nói, người thấy thế nào? Vẻ mặt Thiên Mẫu vô cảm, giết. Thánh Quân lắc đầu, không thể xem thường đâu. Thiên Sư nói người này liên quan đến hưng suy của thiên gia ta, mà người có thể ảnh hưởng đến hưng suy thiên gia ta, chắc chắn không phải người thường. Thiên Mẫu nhìn Thánh Quân, hắn đã cứu Vãn Quân, có nghĩa hắn cùng một ruột với Vãn Quân. Nếu không giết hắn, chẳng lẽ lôi kéo hắn? Nếu lôi kéo hắn thì nội bộ thiên gia ta sẽ loạn. Thánh Quân thấp giọng thở dài. Vãn Quân và Thiên Chủ nhất mạch của thiên gia vốn có huyết hải thâm thù. Đứng cùng bên Vãn Quân cũng đồng nghĩa thiên gia sẽ loạn. Thánh Quân đột nhiên nói, hắn thật sự đến từ Tai Ách Giới. Thiên Mẫu lắc đầu, chắc chắn không thể. Thánh Quân hỏi, sao nói vậy? Thiên Mẫu nhìn về phía xa, chẳng phải ngươi đã nhìn ra từ lâu rồi sao? Thánh Quân cười nói, ách thể. Thiên Mẫu gật đầu. Nếu hắn thật sự đến từ Tai Ách Giới, thì hắn chẳng phải là người ách thể sao? Đương nhiên, hắn cũng có khả năng thật sự đến từ Tai Ách Giới, nhưng hắn chắc chắn là trốn ra. Nói rồi, nàng ta nhìn chân trời phía xa, mặc kệ thế nào, hắn buộc phải chết,
Vãn Quân cũng buộc phải chết. Thánh Quân trầm giọng nói, chúng ta có thể giết người đàn ông kia, nhưng Vãn Quân, Thiên Sư sẽ không để chúng ta giết nàng. Thiên Mẫu lắc đầu, giữ nàng ta lại, chung quy cũng là một tai họa. Nàng ta bây giờ nhất định là vô cùng căm hận gia tộc, mà nàng ta lại là một kỳ tài, để mặc nàng ta trưởng thành thì tương lai chắc chắn sẽ là họa lớn. Thánh Quân khẽ nói, về Thiên Sư, chúng ta không thể không lo lắng. Thiên Mẫu trầm mặc. Địa vị của Thiên Sư ở Thiên Gia có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, có thể nói, ngay cả Thiên Chủ Thiên Gia cũng phải nể mặt nàng ta. Năm đó nếu không phải nàng ta bảo vệ thì Vãn Quân căn bản không thể sống đến bây giờ. Một lúc sau, Thiên Mẫu nhẹ giọng nói, tiền trảm hậu tấu. Thánh Quân vẫn có chút do dự. Lúc này, một thanh niên đột nhiên xuất hiện, thanh niên mặc trường sam màu trắng, hai tay giấu trong tay áo, cả người thoạt nhìn rất nho nhã. Thiên Khuyết. Thiếu chủ Thiên Gia. Thiên Khuyết nhìn Thánh Quân và Thiên Mẫu, cười nói, phụ thân nói, bên phía Thiên Sư, ông ấy sẽ xử lý. Thánh Quân nói, người đó có thể ảnh hưởng đến hưng suy Thiên Gia ta. Thiên Khuyết cười nói, hắn đã đứng về phía chị họ ta rồi. Thánh Quân không nói gì thêm. Gã biết, nếu không giết chết Vãn Quân và thiếu niên kia, Thiên Gia thật sự sẽ rối loạn. Nghĩ đến đây, Thánh Quân khẽ nói, vậy giết đi. Vừa dứt lời, đột nhiên gã tiến lên một bước, ngón tay khẽ lướt, thoáng chốc, không gian trước mặt hắn ta lập tức nứt ra. Cách đó mấy trăm vạn dặm, Vãn Quân bỗng dừng lại, nàng quay người lại đánh mạnh một quyền. Ầm ầm. Không gian trước mặt nàng và Diệp Huyên lập tức bị phá hủy. Diệp Huyên đang định nói thì Vãn Quân chợt kéo tay Diệp Huyên, chân phải đạp mạnh. Ầm. Hai người lập tức biến mất không thấy đâu. Sau khi hai người biến mất không lâu, Thánh Quân và Thiên Mẫu, cả Thiên Khuyết đã xuất hiện trong sân. Thiên Khuyết liếc nhìn trước mặt, cười nói, xem ra tu vi mấy năm nay tu luyện của chị họ ta không hề suy giảm. Thánh Quân nói, đuổi theo. Nói xong, ba người lập tức biến mất. Bên kia đại hoang, kiếm tu đứng trong tinh không đột nhiên quay đầu liếc nhìn, hắn ta khẽ nhíu mày, một lúc sau, hắn ta nhẹ giọng nói, ta cũng muốn bị đuổi giết một lần để thử cảm giác. Cuối cùng hắn ta vẫn không lựa chọn ra tay. Mặc dù đối phương ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng theo hắn ta thấy, đối việc Diệp Huyên như vậy cũng không phải chuyện xấu. Những ngày trước của Diệp Huyên sống quá an nhàn rồi. Một khi xảy ra chuyện thì sẽ có người ra giúp đỡ, dưới tình huống như vậy, Diệp Huyên cũng không thể trở thành một kiếm tu lớn mạnh được. Phụ thân của Diệp Huyên năm đó đã điên cuồng chém giết ra danh tiếng hiện tại, tên kẻ điên kia, ai không biết chứ? Mà Diệp Huyên hiện tại, tên này có chút giống như đến để trải nghiệm cuộc sống vậy. Phải chịu chút cực khổ thôi. Huống hồ, nguyên nhân tai ách cũng nên để Diệp Huyên dần dần đối mặt thôi. Kiếm tu rời tầm mắt, hắn ta cũng không rời đi, người đàn ông áo thanh sam và cô gái váy trắng đều đã rời đi, Diệp Huyên là con của cố nhân, hơn nữa lại hợp tính khí hắn ta, hắn cũng không ngại lúc lâm trận sẽ làm người hộ đạo cho Diệp Huyên. Một lúc sau, kiếm tu ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, hắn ta cứ yên lặng đứng trong tinh không như vậy. Thật ra, hắn cũng sợ. Sợ cái gì? Sợ tinh không này có điểm cuối. Sợ điểm cuối tinh không này không đủ để giết người của hắn ta. Vô địch, là một cảm giác cô đơn. Vô địch, là một cảm giác trống rỗng. Cũng may, còn có hai người kia, hắn ta không phải cô đơn một mình. Một nơi trong tinh không đột nhiên dao động, không gian nơi nào đó nứt ra, một cô gái và một người đàn ông bước ra từ đó. Chính là Diệp Huyên và Vãn Quân. Mà lúc này, khóe miệng Vãn Quân đã rớm máu. Vãn Quân liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, đưa ngươi đến một nơi. Diệp Huyên vừa muốn hỏi thì Vãn Quân đã lập tức đưa hắn biến mất trong tinh không, mà khi hai người vừa biến mất, Thánh Quân và Thiên Mẫu kia cùng với Thiên Khuyết cũng xuất hiện tại đây. Thánh Quân nhíu mày, nàng ta muốn đi đâu? Như nghĩ đến gì đó, đồng tử gã chợt co lại, không tốt, nàng ta muốn đến nơi kia. Đuổi theo. Nói xong, ba người lập tức biến mất không giấu.
Vãn Quân đưa Diệp Huyên đi vào không gian bị nứt toạc. Diệp Huyên hiếu kỳ, Vãn Quân cô nương, chúng ta phải đi đến đâu? Vãn Quân nói, ngươi sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyên quay đầu nhìn, sau lưng có ba luồng hơi thở mạnh mẽ đang đuổi đến. Thật ra, hắn muốn làm luôn một trận. Như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, Vãn Quân chợt nói, hai người kia đều là cao thủ mạnh nhất của thiên gia, nghìn năm trước bọn họ đã vượt qua vĩnh hằng cảnh rồi, mà ngươi thì mới thành đạo cảnh, mặc dù ngươi đã đạt được tâm kiếm, nhưng, ngươi đấu với bọn họ thì không có cơ hội thắng gì. Lúc này, giọng nói của tháp nhỏ đột nhiên vang lên, tiểu chủ, ngươi đừng phiêu đấy. Bây giờ ngươi phải ẩn nhẫn hạ thấp mình, biết chưa? Diệp Huyên. Ngay lúc này, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng, ngay sau đó, hai người lập tức xuất hiện trên một đỉnh núi lớn. Diệp Huyên nhìn xung quanh, đang định nói thì như phát hiện ra gì đó, con người hắn co lại, hắn điểm ngón tay, thế nhưng lại không có gì xảy ra. Mất rồi. Tu vi mất rồi. Không chỉ tu vi cảnh giới mất rồi, mà ngay cả tu vi kiếm đạo cũng mất rồi. Diệp Huyên nhìn Vãn Quân, Vãn Quân khẽ nói, nơi này là khu vực cấm loài người. Diệp Huyên nhíu mày, khu vực cấm loài người. Vãn Quân gật đầu, nơi này là một cấm địa tinh vực Minh Hà, cho dù là cao thủ cấp bậc gì, chỉ cần bước vào nơi này thì sẽ mất đi hoàn toàn tu vi, trở thành người bình thường. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Vãn Quân nhẹ giọng nói, nơi này, nghe nói có một pháp tắc vũ trụ. Pháp tắc vũ trụ. Diệp Huyên lập tức lên tinh thần. Hắn cũng biết một ít, pháp tắc vũ trụ này, tổng cộng có 9 loại, mà trong cánh cửa tai ách hình như cũng có một loại. Vãn Quân nhìn về phía xa, cuối tầm mắt bọn họ, thấp thoáng có thể thấy một cung điện khổng lồ. Vãn Quân kéo tay Diệp Huyên, chúng ta đi. Trên đường, Diệp Huyên lại hỏi, bọn họ sẽ đuổi vào trong sao? Vãn Quân nói, tình huống bình thường thì không, bởi vì đi vào thì tu vi bọn họ sẽ bị phong ấn, mà bọn họ cũng không nắm chắc có thể giết chết ta với thân phận người thường. Diệp Huyên âm thầm nói đáng tiếc trong lòng. Thật ra, hắn thật sự muốn đánh một trận với hai người kia. Hắn không phải kích động, mà hiện tại hắn thật sự rất muốn đánh. Đặc biệt là sau khi có được tâm kiếm. Trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn lại thêm sức lực, có thể đạt đến kiếm tu cấp bậc phàm kiếm trong truyền thuyết. Mục tiêu hiện tại của hắn chính là phàm kiếm. Phàm kiếm chân chính. Kiếm tu phàm kiếm trong truyền thuyết kia. Mấy năm nay đi đến đâu cũng bị khi dễ, thực sự quá nhẫn nhịn rồi. Hắn thực sự rất uất ức, bởi vì kẻ địch vĩnh viễn cũng không phải kẻ bình thường. Trước kia là cô gái thần bí, sau là cánh cửa tai ách, mẹ nó đúng thực là không coi hắn là người mà. Không thể cho hắn một kẻ địch bình thường được sao? Trở nên rất mạnh. Bây giờ hắn không muốn gì nữa, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ. Một nơi nào đó trong khe nứt không gian, ba người Thiên Khuyết đã dừng lại. Thiên Khuyết nhìn khe nứt không gian phía xa, sắc mắt u ám, nơi này là khu cấm loài người. Một khi bước vào đâu, ngay cả hắn ta cũng sẽ bị phong ấn tu vi. Hắn ta thì không sợ Vãn Quân, bởi vì Vãn Quân đi vào cũng sẽ bị phong ấn tu vi, hắn ta là sợ nơi này có cao thủ chưa biết đến. Hơn nữa, sau khi đi vào, làm sao để đi ra cũng là một vấn đề lớn. Trong lịch sử, có người từng đi vào nhưng không nghe nói ai đi ra được cả. Thiên Mẫu bỗng nói, có lẽ bọn họ không ra được. Thiên Khuyết lắc đầu, lời này của Thiên Mẫu sai rồi. Theo ta biết về chị họ ta, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như tự sát, nếu nàng ta muốn chết, ban đầu đã tự mình kết thúc rồi. Nếu nàng ta đã dám vào thì chắc chắn đã nắm chắc rồi. Nói đến đây, hắn chợt dừng lại rồi nói tiếp, trong này có một pháp tắc vũ trụ, nếu nàng ta đạt được pháp tắc vũ trụ kia thì hậu quả. Nghe vậy, sắc mặt hai người thánh quân đều trở nên u ám. Ngay lúc ấy, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Nhìn thấy hư ảnh đó, vẻ mặt ba người lập tức trở nên phòng bị. Hư ảnh mở lòng bàn tay, một luồng tử khí từ trong tay bay ra, tử khí của Long Tổ, giúp các ngươi phá bỏ xiềng xích của bản thân. Thánh Quân nhìn hư ảnh chằm chằm, ngươi có.
Hư ảnh lắc đầu, hắn có. Thánh quân nhíu mày, thiếu niên kia. Hư ảnh gật đầu, trong cơ thể hắn có một tòa tháp, trong tháp này có chứa vô số tử khí linh tổ, ngoài ra, còn có vô số chí bảo. Thánh quân bỗng nói, ý ngươi là gì? Hư ảnh nói, đi vào, phá vỡ tòa tháp nát kia. Thánh quân lạnh nhát nói, tại sao tự ngươi không đi vào? Hư ảnh giống giận nói, đồ ngu, cái tên mặt dày kia sắp đạt được phàm kiếm rồi, các người bây giờ không vào giết chết hắn, đợi khi hắn đi ra thì các ngươi chẳng làm gì được hắn nữa rồi. Còn nữa, cô gái kia đã đưa tên mặt dày kia đi tìm pháp tắc vũ trụ đó, một khi để hắn đoạt được pháp tắc vũ trụ đó, hắn muốn giết chết các ngươi cũng đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Thánh quân nhìn hư ảnh, tại sao hắn có thể đoạt được pháp tắc vũ trụ kia? Hư ảnh giống giận, bởi vì đại ca hắn cố chấp. Thánh quân. Trong vết nứt không gian, thánh quân nhìn hư ảnh chằm chằm, trong lòng vẫn đề phòng như cũ. Bởi vì đến bây giờ gã vẫn không thể cảm nhận được chân thực của hư ảnh này. Theo lý mà nói, chuyện này căn bản là không có khả năng. Phải biết rằng, thực lực hiện tại của gã cũng đã ở cấp bậc đỉnh cao nhất của tinh vực Minh Hà này rồi. Lúc này, hư ảnh kia lại nói, các người không giết được hắn, nhưng có thể phá vỡ tâm cảnh của hắn, chỉ cần các người đi vào, ép người sau lưng hắn ra tay, tâm cảnh kiếm đạo hắn sụp đổ, cũng sẽ khiến người sau lưng hắn thất vọng, chỉ khi người kia rời đi thì hắn mới có thể chết được. Thiên Khuyết ở một bên lắc đầu khẽ cười, chúng ta không giết được hắn. Các hạ coi nhẹ thiên gia ta. Hư ảnh đột nhiên tát một bạt tai. Bốp! Tiếng cái tát vang vọng trong sân, cơ thể Thiên Khuyết kia lập tức bay đi, vừa bay đi đã mất dấu không thấy đâu. Không chết mà chỉ là bay ra ngoài tầm mắt. Thấy cảnh này, Thánh Quân và Thiên Mẫu đều biến sắc. Lúc này hai người họ vô cùng kinh ngạc trong lòng, bởi vì hai người họ lại không nhìn thấu được hư ảnh ra tay thế nào. Lúc này, hư ảnh kia lạnh giọng nói, coi nhẹ thiên gia ngươi. Thiên gia là cái thá gì? Xứng để ta xem trọng sao? Thánh quân nhìn hư ảnh chằm chằm, rốt cuộc ngươi là ai? Đan! Hư ảnh nhìn thánh quân, đừng quan tâm ta là ai, ngươi chỉ cần biết một điều, chính là mục đích của ta và các ngươi là như nhau, là muốn khiến hắn chết. Thánh quân trầm giọng nói, với thực lực của ngươi, muốn giết hắn, chẳng lẽ không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nghe vậy, hư ảnh đột nhiên tức giận, ngươi biết hắn có bao nhiêu núi dựa không? Cái tên mặt dày này đi đâu cũng có núi dựa, mẹ nó ta đây cũng phục rồi. Chẳng dễ gì ta đợi bắt đi cô gái kia thì lại xuất hiện thêm một kiếm tu, đúng là tức chết ta mà. Vừa nghĩ đến đây, nàng ta lại tức nghẹn. Vốn dĩ đã sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng không ngờ lại gặp phải kiếm tu kia. Nàng ta chỉ là đi ngang qua thôi mà. Ngoài ba kiếm tu kia, nàng ta gặp ai cũng có thể đi ngang qua cả. Nhưng lại cứ gặp phải một trong ba kiếm tu kia. Đây đúng là xui xẻo tận mạng rồi. Thánh quân trầm giọng nói, chỗ dựa của hắn rất mạnh. Cảm xúc hư ảnh dần bình tĩnh lại, nàng ta lạnh nhạt nói, đừng sợ, chỉ một người thôi, thiên gia các người coi như xong. Thánh quân liếc nhìn hư ảnh, không nói gì. Hư ảnh lại nói, bây giờ các ngươi không giết hắn, tin ta đi, đợi khi hắn đi ra, hai ngươi cũng không thể làm được gì hắn, người này, bây giờ hắn như uống máu gà vậy, chỉ muốn đánh nhau, mà hắn chỉ cách phàm kiếm cảnh một bước nữa thôi. Không đúng, chỉ cách nửa bước nữa. Một khi hắn đạt được phàm kiếm, cảnh giới đối với hắn mà nói, đã không còn ý nghĩa gì quá lớn, còn nữa, cô gái đi vào cùng hắn có mục đích không đơn thuần, nàng ta cố ý đưa hắn đi vào. Ta không biết nàng ta có mục đích gì, nhưng, đối với các ngươi mà nói, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Lại nói, bên trong có một pháp tắc vũ trụ, chẳng lẽ các ngươi thật sự không động lòng sao? Thánh quân im lặng một lúc rồi nói, các hạ, đây là khu vực cấm loài người. Một khi đi vào nơi này, tu vi sẽ bị phong ấn. Hư ảnh nói, bọn họ một khi đoạt được pháp tắc vũ trụ, lúc đó đợi bọn họ đi ra. Bọn họ có thể lợi dụng pháp tắc vũ trụ kia phong ấn tu vi các ngươi, mà tu vi của bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng. Nghe vậy, sắc mặt thánh quân chợt thay đổi. Vãn quân hận thiên gia đến vậy sao? Có thể nói là huyết hải thâm thù.
Nếu để Vãn Quân đoạt được pháp tắc vũ trụ kia, chắc chắn không cần nghi ngờ, Vãn Quân có thể sẽ trực tiếp tiêu diệt Thiên gia. Thiên Mẫu bỗng nói, khu vực cấm loài người này, trước đây không biết có bao nhiêu cao thủ đi vào, những người mạnh hơn nàng ta gấp bội lần đều không có được pháp tắc vũ trụ, tại sao các hạ cho rằng nàng ta có thể đoạt được pháp tắc vũ trụ? Hư Ảnh nói, nàng ta không đoạt được, nhưng, hắn thì có thể. Thiên Mẫu nhíu mày, tại sao? Hư Ảnh có chút tức giận nói, bởi vì đại ca hắn lợi hại. Thiên Mẫu. Hư Ảnh lại nói, bây giờ ngươi còn có cơ hội giết hai người họ, còn về vấn đề đi ra, các ngươi không cần lo lắng, nếu các ngươi giết chọn bọn họ, tự ta sẽ giúp các ngươi đi ra. Đương nhiên, đi hay không thì phải xem bản thân các ngươi. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Thánh Quân quay đầu nhìn Thiên Mẫu trầm giọng nói, không thể để nàng ta đoạt được pháp tắc vũ trụ. Thánh Quân gật đầu. Một khi để Vãn Quân đoạt được pháp tắc vũ trụ, đối với Thiên gia mà nói, chắc chắn sẽ là một tai họa lớn. Hai người không hề do dự, lập tức biến thành hai luồng sáng trắng biến mất nơi xa. Trong vùng cấm của nhân loại, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn cung điện phía xa, Vãn Quân cô nương, đó là... Vãn Quân khẽ vuốt tóc bên tai, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết đó là gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn Vãn Quân, cô cũng không biết. Vãn Quân gật đầu, đây là khu vực thuộc cấm địa, ngay cả cao thủ trên vĩnh hằng cảnh cũng không dám vào, hơn nữa, người từng đi vào cũng không đi ra được. Nói rồi, nàng ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, nghe nói, nơi này có một pháp tắc vũ trụ. Diệp Huyên nói, Vãn Quân cô nương muốn đoạt lấy pháp tắc vũ trụ kia. Vãn Quân gật đầu. Diệp Huyên cười nói, vậy cô nương có nghĩ đến chuyện đi ra thế nào chưa? Vẻ mặt Vãn Quân bình tĩnh, nếu không thể đoạt được pháp tắc vũ trụ, ta đi ra cũng sẽ chết. Diệp Huyên đã hiểu. Vãn Quân cô nương này liều mạng đến cùng. Lúc này, Vãn Quân bỗng nói, ngươi là ách thể, tại sao có thể sống lâu như vậy? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta là thiếu chủ tai ách giới. Cánh cửa tai ách khẽ run, mẹ nó, người này thật sự không cần mặt mũi nữa rồi. Vãn Quân dừng bước, nàng nhìn Diệp Huyên, người muốn giá họa cho tai ách giới. Diệp Huyên cười nhạt, bị nhìn thấu rồi sao? Vãn Quân nhẹ giọng nói, lai lịch ngươi không hề đơn giản, đặc biệt là trong cơ thể ngươi có một cánh cửa kia đã vượt qua nhận thức của ta. Nói rồi, nàng khẽ dừng lại rồi nói tiếp, cánh cửa đó có địch ý với ngươi, nhưng nó không dám ra tay với ngươi, nếu ta đoán không nhầm, cánh cửa đó đang e ngại gì đó. Diệp Huyên liếc nhìn Vãn Quân, trong lòng thấp giọng thở dài, những cao thủ siêu cấp này, không ai đơn giản cả. Xem thì hi hi ha ha, nhưng thật ra, trong lòng người ta hiểu rất rõ. Vãn Quân bỗng dừng lại, trước mặt nàng ta và Diệp Huyên không xa, có một thi thể nằm đó. Là một người đàn ông trung niên. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, vẻ mặt Vãn Quân lập tức trở nên nghiêm trọng. Diệp Huyên hỏi, cô quen sao? Vãn Quân trầm giọng nói, người này tên Thu Dịch, 1000 năm trước, hắn đã khiến cả tinh vực Minh Hà phải thẳng thốt, bởi vì chưa đến 30 tuổi mà đã đạt vượt qua vĩnh hằng cảnh, có thể nói, tốc độ tu luyện như thế là độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Thế nhưng, sau này không biết vì sao hắn lại biến mất. Không ngờ, hắn lại đến nơi này. Hơn nữa, còn ngã xuống ở trong này. Diệp Huyên nhìn xung quanh, là ai giết hắn? Vãn Quân nhìn cung điện phía xa, hai tay nàng ta siết chặt, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi đến trước mặt Thu Dịch, khẽ thi lễ tiền bối có muốn để lại truyền thừa gì không? Ta nghĩ, ta có thể đảm nhận. Vãn Quân. Cánh cửa tai ách. Diệp Huyên vẫn còn muốn nói, đột nhiên Vãn Quân đã lên tiếng, thần hồn hắn đã bị hủy diệt rồi. Thần hồn bị hủy diệt. Diệp Huyên liếc nhìn thi thể của Thu Dịch, thấp giọng thở dài, con đường người tu luyện này thật sự là một con đường không thể quay đầu. Có những người cứ đi trên con đường này mãi, đi mãi rồi đi mất. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, hai người đều chìm vào im lặng. Rõ ràng nơi này không phải nơi đơn giản. Đi không bao lâu, hao người lại dừng lại,
trước mặt hai người không xa lại có một thi thể. Là một ông lão. Diệp Huyên quay đầu nhìn Vãn Quân lắc đầu, không quen. Hai người tiếp tục đi về phía trước, trên đường, hai người nhìn thấy khoảng chừng 10 thi thể, những người này lúc sinh thời đều là những anh tài. Thậm chí còn có cao thủ hơn 10 vạn năm trước. Hai người càng đi càng kinh ngạc. Ngay cả Diệp Huyên, vẻ mặt cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Phải biết rằng, hai người họ hiện tại đều không có bất kỳ tu vi gì. Hai người cách cung điện kia càng lúc càng gần, mà trên đường cả hai cũng không gặp nguy hiểm gì, càng khiến hai người bất ngờ hơn. Có chút không bình thường. Hai người càng cẩn thận hơn. Không lâu sau, hai người đến trước cung điện kia, đây là một cung điện cổ xưa, cả cung điện thoạt nhìn có chút hoang vắng. Trên thềm đá dưới cung điện, có một cô gái đang ngồi. Cô gái mặc giáp trắng, đầu đội mũ lông, tay cầm một trường thương màu bạc, trông rất lạnh lùng. Mà lúc này, cô gái giáp trắng này đang nhìn Diệp Huyên và Vãn Quân. Nói đúng hơn là đang nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên trong lòng thầm cảnh giác, nơi này thế mà lại có người sống. Vãn Quân liếc nhìn cô gái, không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, cô gái giáp trắng bỗng đứng dậy, nàng ta chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, ách thể, cánh cửa tai ách, nguyên nhân tai ách quấn thân, thiếu niên, người có thể sống đến hiện tại mà chưa chết, đúng là mạng lớn. Diệp Huyên kinh ngạc trong lòng, cô biết cánh cửa tai ách. Cô gái giáp trắng cứ nhìn Diệp Huyên chằm chằm như vậy, nếu không phải là cửa này, người nghĩ hai người các ngươi có thể đi đến đây sao? Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó hỏi, tiền bối là? Cô gái giáp trắng dừng bước, nàng ta nhìn Diệp Huyên, trường thương đột nhiên chĩa vào bụng Diệp Huyên, ánh mắt chợt lóe sát ý, cánh cửa tai ách, muốn giá họa cho người khác. Cánh cửa tai ách không có động tĩnh gì. Cô gái giáp trắng đột nhiên thu lại trường thương, cười lạnh, thì ra là bị người phong ấn rồi. Chẳng trách lại ngoan ngoãn biết điều như vậy. Cánh cửa tai ách vẫn không có động tĩnh gì. Cô gái giáp trắng nhìn Diệp Huyên, rời khỏi nơi này. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, cô nương chờ đã. Cô gái giáp trắng dừng bước, quay người nhìn Diệp Huyên, có chuyện. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô nương, cánh cửa tai ách này rốt cuộc là thứ gì? Trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách đột nhiên chuyển động, suýt chút đã bỏ chạy. Diệp Huyên cũng chẳng quan tâm cái cửa nát này. Cô gái giáp trắng nhìn Diệp Huyên, người không biết lai lịch của nó. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái giáp trắng nói, sau khi ta nói cho ngươi thì ngươi rời khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng đừng đến, có được không? Vãn Quân. Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối có ý gì? Cô gái giáp trắng nhìn Diệp Huyên, người rất xui xẻo, ta không muốn bị liên lụy. Diệp Huyên. Vãn Quân. Cô gái giáp trắng lại nói, có được không? Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, tiền bối cứ nói. Hắn vốn muốn biết lai lịch của cánh cửa tai ách này. Cô gái giáp trắng gật đầu, pháp tắc vũ trụ tổng cộng có 9 cái, mà 9 pháp tắc này có 9 người hộ đạo. Cánh cửa tai ách là người hộ đạo của pháp tắc tai ách. Mà ngươi thân là ách thể, vốn nên sụp đổ từ lâu, nhưng ngươi lại sống đến hiện tại. Bây giờ ngươi cũng giống như nghịch thiên rồi, là nghịch thiên thật sự, kiểu nghịch thiên phạm bảo pháp tắc vũ trụ. Nói đơn giản thì dù ngươi không làm gì, nhưng chỉ cần ngươi sống thì tương đương là nghịch thiên rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cho dù ta làm chuyện tốt, bọn họ cũng không dung cho ta, đúng chứ? Cô gái giáp trắng nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi đã trở thành ách thể thì có nghĩa là đời trước ngươi đã làm ra chuyện gì đó mà trời đất khó dung thứ, đời này, dù ngươi làm chuyện tốt, cũng sẽ nảy sinh nguyên nhân tai ách. Nói đến đây, nàng ta như phát hiện ra gì đó, hai mắt nheo lại, có người đã vì ngươi mà nghịch thiên cải mệnh. Người vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, không chỉ đi ngược pháp tắc tai ách, mà ít nhất cũng phạm phải pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc luân hồi, pháp tắc nhân quả. Nói rồi, nàng ta giơ ngón tay cái với Diệp Huyên, người giúp ngươi, thật lợi hại. Diệp Huyên. Không thể không nói, lúc này trong lòng cô gái mặc giáp trắng vô cùng kinh ngạc. Chống lại pháp tắc vũ trụ. Nàng ta biết điều này khó thế nào. Một pháp tắc vũ trụ khủng bố đến mức nào,
người làm người hộ đạo như nàng ta biết rõ nhất. Thế mà có người đã giúp người thiếu niên trước mắt này chống lại nhiều pháp tắc vũ trụ như vậy. Giờ phút này cô gái mặc giáp trắng đột nhiên cảm giác thế giới này hình như có hơi nguy hiểm. Một bên, Diệp Huyên lắc đầu, thực ra, ta không biết gì cả. Hắn kỳ thực cảm giác rất ủy khuất và khó chịu. Đến tận bây giờ, hắn vẫn lờ mờ không biết gì. Hắn chỉ biết là, từ trước đến nay, liên tục gặp phiền phức, ngày ngày bị đánh, hơn nữa, kẻ địch vĩnh viễn đều là những người không bình thường, đầu đều bị đánh nát rồi. Những ngày tháng như vậy đến khi nào mới kết thúc? Lúc này, cô gái mặc giáp trắng lại nói, ngươi có biết kẻ địch của ngươi là ai không? Diệp Huyên nhìn về phía cô gái mặc giáp trắng, không phải là nguyên nhân tai ách sao? Cô gái mặc giáp trắng lắc đầu, không đơn giản là pháp tắc tai ách, kẻ địch của ngươi có lẽ là thần đình vũ trụ. Diệp Huyên nhíu mày, thần đình vũ trụ. Cô gái mặc giáp trắng gật đầu, lúc trước ta đã nói với ngươi, pháp tắc vũ trụ có 9 đạo, mà trong thần đình vũ trụ này có 6 đạo pháp tắc vũ trụ, pháp tắc tai ách này là một trong số đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, thần đình vũ trụ này có lợi hại không? Cô gái mặc giáp trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ngươi cảm thấy cánh cửa tai ách lợi hại không? Diệp Huyên hơi do dự, gật đầu. Tuy rằng hắn rất không thích cánh cửa tai ách, nhưng không thể không thừa nhận, cánh cửa này quả thật lợi hại. Dưới chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu, gần như không có đối thủ. Cô gái mặc giáp trắng nhìn Diệp Huyên, mà nó còn không phải pháp tắc tai ách, chỉ là người bảo vệ pháp tắc tai ách mà thôi, pháp tắc tai ách thật sự mạnh hơn nó gấp trăm lần nghìn lần. Diệp Huyên đột nhiên ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Cô gái mặc giáp trắng hỏi, làm sao vậy? Diệp Huyên lắc đầu, ta đau tim. Cô gái mặc giáp trắng. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái mặc giáp trắng, ngươi cũng là người bảo vệ pháp tắc vũ trụ, các ngươi không phải cùng một nhóm với thần đình vũ trụ sao? Cô gái mặc giáp trắng lắc đầu, không phải. Nói xong, nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, bình thường mà nói, ngươi không nên còn sống, nhưng ngươi lại còn sống, cho nên, chuyện này sợ là vẫn chưa kết thúc. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, thần đình vũ trụ ở nơi nào? Cô gái mặc giáp trắng nói, ngươi hỏi điều này làm gì? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ta muốn dẫn đại ca của ta đến thần đình vũ trụ rèn luyện một chút. Đại ca của ta một mình cô quạnh hơn 100.000 năm, ta muốn dẫn hắn ta đi chơi một chút. Cánh cửa tai ách. Cô gái mặc giáp trắng lắc đầu, ta không biết thần đình vũ trụ ở đâu. Diệp Huyên nhíu mày, cô nương không biết. Cô gái mặc giáp trắng gật đầu, không chỉ có ta không biết, cánh cửa tai ách trong cơ thể ngươi hẳn là cũng không biết. Chỉ có pháp tắc vũ trụ mới biết được. Diệp Huyên trầm lặng. Có chút đau đầu rồi. Nếu biết thần đình vũ trụ kia ở nơi nào, hắn thật sự sẽ dẫn theo kiếm tu đi dạo chơi. Thanh Nhi. Diệp Huyên đột nhiên nghĩ đến Thanh Nhi, liệu có phải Thanh Nhi đang tìm nơi gọi là thần đình vũ trụ này không? Cô gái mặc giáp trắng đột nhiên nói, người đi đi. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, cô gái mặc giáp trắng lắc đầu, không được, là ta nên đi. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái mặc giáp trắng. Nàng ta trầm giọng nói, gặp ngươi, ta có thể cũng sẽ bị liên lụy. Cáo từ. Nói xong, nàng ta xoay người bước đi. Diệp Huyên vội vàng nói, cô nương. Cô gái mặc giáp trắng xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, còn chuyện gì? Diệp Huyên do dự một hồi, sau đó nói, cô nương, nơi này cũng có một đạo pháp tắc vũ trụ sao? Cô gái mặc giáp trắng lắc đầu, không có. Nhưng mà... nơi này có lực lượng pháp tắc còn lưu lại của pháp tắc vũ trụ năm đó ta bảo vệ. Cho nên, người ngoài vào nơi đây, sẽ bị kìm hãm tu vi. Vãn Quân ở bên cạnh đột nhiên nói, lúc trước những người kia đều là do các hạ giết sao? Cô gái mặc giáp trắng gật đầu, là ta giết. Vãn Quân nhìn thoáng qua cô gái mặc giáp trắng, không nói gì. Cô gái mặc giáp trắng cười lạnh, pháp tắc vũ trụ là pháp tắc tối cao. Bọn người kia thế mà muốn có được pháp tắc vũ trụ, khống chế pháp tắc vũ trụ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vãn Quân thầm thở dài trong lòng, sắc mặt ảm đạm. Mục đích lần này của nàng ta chính là đến tìm pháp tắc vũ trụ, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không được rồi.
có thể sống, đã là vô cùng may mắn. Cô gái mặc giáp trắng không nói nữa, nàng ta liếc mắt nhìn bụng Diệp Huyên, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, nhưng nàng ta cuối cùng vẫn không lựa chọn ra tay, mà chọn xoay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, cô nương. Cô gái mặc giáp trắng dừng bước, nàng ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, cô nương, quen biết là duyên phận, ta tặng cô nương chút đồ vật nhỏ. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một luồng tử khí đột nhiên tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Tất cả hơn trăm tử khí. Cô gái mặc giáp trắng nhìn thấy những tử khí này, trong mắt nhất thời hiện lên chút kinh ngạc, tử khí thật tinh khiết. Diệp Huyên cười nói, quen biết đã là có duyên, nếu cô nương không chê, thì hãy nhận lấy những tử khí này đi. Đương nhiên, nếu cô nương bởi vì sợ dính líu đến nguyên nhân tai ách, ta đây cũng có thể hiểu. Cô gái mặc giáp trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ta không sợ. Nói xong, nàng ta trực tiếp nhận lấy tử khí, nàng ta do dự một lát, sau đó nói, có thể cho nhiều hơn một chút không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Nói xong, hắn lập tức lại lấy ra thêm 300 tử khí. Cô gái mặc giáp trắng đều nhận lấy, nàng ta nhìn phía Diệp Huyên, ta không thể lấy không tử khí của ngươi. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một tấm phù văn màu vàng đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đây là... Cô gái mặc giáp trắng nói, trong phù văn này có dấu lực lượng của pháp tắc vũ trụ, sau khi ngươi sử dụng, có thể phong ấn tu vi của một người. Nhưng, chỉ có một cơ hội. Diệp Huyên hỏi, có thể phong ấn bất kỳ người nào sao? Cô gái mặc giáp trắng lắc đầu, quá mạnh thì không thể. Diệp Huyên vội vàng hỏi, ví dụ. Cô gái mặc giáp trắng trầm ngâm một lát, sau đó nói, ví dụ như người giúp nghịch thiên cải mệnh. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Thứ này không có tác dụng với chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu, nhưng khẳng định có tác dụng với những người dưới chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu. Chỉ không biết có tác dụng với cánh cửa tai ách hay không. Diệp Huyên cũng không từ chối, nhận lấy tấm phù văn kia. Cô gái mặc giáp trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cẩn thận cánh cửa tai ách trong cơ thể ngươi. Nó còn đáng sợ hơn so với những gì ngươi tưởng tượng. Cáo từ. Nói xong, nàng ta xoay người trực tiếp biến mất. Cùng với sự biến mất của cô gái mặc giáp trắng, Diệp Huyên phát hiện, trời đất đột nhiên bắt đầu thay đổi. Lực lượng phong ấn kia dần dần biến mất. Vãn Quân đột nhiên nói, ngươi cho rằng nàng ta ở đây chữa thương. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không quan trọng. Vãn Quân gật đầu. Nàng ta hiểu ý của Diệp Huyên, kết một mối thiện duyên. Diệp Huyên đột nhiên nói, Vãn Quân cô nương, kế tiếp có tính toán gì không? Vãn Quân trầm lặng. Diệp Huyên nói, Vãn Quân cô nương, chúng ta sợ là phải chia tay nhau rồi. Vãn Quân gật đầu, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Huyên cười nói, việc nhỏ, lại nói, Vãn Quân cô nương, cô là người thiên gia, vì sao cô và thiên gia biến thành thế này? Vãn Quân trầm lặng. Diệp Huyên cười nói, nếu không tiện nói, ta. Vãn Quân ngồi xuống một bên, nhẹ giọng nói, cha ta vốn là gia chủ đời trước của thiên gia, mà khi đó, ta là thiếu chủ thiên gia. Có một ngày, cha ta và nhị thúc của ta, cũng chính là thiên lâm gia chủ hiện tại của thiên gia đến kiếm uyên của tinh vực Minh Hà, 10 ngày sau, nhị thúc của ta đã trở lại. Nhưng, cha ta lại ngã xuống. Nhị thúc của ta nói rằng cha của ta đã gặp nguy hiểm ở kiếm uyên. Ta không tin, muốn huy động lực lượng của gia tộc đi điều tra, nhưng nhị thúc của ta lại trở thành gia chủ dưới sự ủng hộ của một vài trưởng lão. Mà sau khi ông ta trở thành gia chủ, lập tức loại bỏ những trưởng lão ủng hộ ta. Hơn nữa còn dùng mưu nghịch tội muốn giết ta, nhưng bị thiên sư của thiên gia ta ngăn cản. Nói xong, nàng ta cười khinh bỉ, sau đó ta đã bị gia tộc nhốt ở Táng Sơn, thời gian là 1.000 năm. Ở ta bị nhốt đích trong khoảng thời gian này, những người trong dòng nhánh của cha ta gần như bị giết hết. Hiện tại, chỉ còn lại có một mình ta. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cha của cô có lẽ đã bị nhị thúc của cô giết rồi. Vãn Quân nhìn về phía Diệp Huyên, không phải có lẽ, chính là ông ta giết. Tất cả mọi người trong thiên gia đều biết là ông ta làm. Diệp Huyên nhíu mày,
vậy sao thiên gia không làm gì? Hơn nữa, còn để cho ông ta trở thành gia chủ. Vãn Quân lắc đầu, bởi vì sau khi cha ta chết, người duy nhất có thể đảm nhận trách nhiệm này chỉ có nhị thúc của ta, ông ta cũng là người mạnh nhất thiên gia. Nếu thiên gia lựa chọn trừng trị ông ta, vậy thì thiên gia sẽ chia năm xẻ bảy ngay lập tức. Các trưởng lão thiên gia vì suy nghĩ toàn cục, chỉ có thể hy sinh dòng nhánh của chúng ta, để bảo toàn thiên gia. Nói đến đây, sắc mặt nàng ta đột nhiên trở nên dữ tợn, đáng thương cho hơn trăm người nhà của ta, đều bị giết. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, loại này gia tộc, so với thế tục đích đế vương nhà còn muốn phức tạp. Vãn Quân ngẩng đầu hướng mặt về phía chân trời, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nếu mối huyết hải thâm thù này không báo, thiên Vãn Quân ta làm người cũng vô dụng. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, thật xin lỗi, lúc trước ta dụ ngươi cứu ta, khiến ngươi bị cuốn vào vòng xoáy của thiên gia ta, làm liên lụy ngươi rồi. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, hai người đột nhiên xoay người, ở trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có hai người đang đi tới. Thánh Quân và Thiên Mẫu. Thánh Quân nhìn Diệp Huyên, ngươi đã có được pháp tắc vũ trụ. Diệp Huyên không nói gì. Mẹ kiếp, hiểu lầm lớn rồi. Sau khi cô gái mặc giáp trắng rời đi, phong ấn ở đây liền biến mất, hiển nhiên, hai người này cho rằng mình đã có được lực lượng của pháp tắc vũ trụ. Lúc này, Thánh Quân lại nói, các hạ, chúng ta không muốn thành kẻ địch với ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng giao pháp tắc vũ trụ ra, thiên gia ta tuyệt đối sẽ không thành kẻ địch với các hạ. Diệp Huyên cười nói, nếu ta nói, ta không lấy được pháp tắc vũ trụ, ngươi tin không? Thánh Quân nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Huyên cười nói, nếu ta đưa pháp tắc vũ trụ cho ngươi, ngươi thật sự sẽ thả ta sao? Thánh Quân gật đầu, phải. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Thánh Quân híp mắt lại, ta biết phía sau ngươi có người, nhưng là, ngươi có biết ngươi đối mặt với ai không? Là thiên gia. Ngươi có biết thiên gia không? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Vãn Quân lạnh nhạt nói, thiên gia, thế gia đứng đầu tinh vực Minh Hà, thế lực siêu cấp, một cây cờ thiên xuất hiện, vạn giới thần phục. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, Thiên Mẫu đột nhiên nói, không cần nhiều lời với hắn. Ở tinh vực Minh Hà này, thiên gia đâu sợ gì ai. Nếu phía sau hắn có người, tiêu diệt luôn bọn chúng là được. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy. Không gian đột nhiên bị xé rách. Giờ phút này, bốn phía đã khôi phục bình thường, bởi vì lực lượng phong ấn của pháp tắc vũ trụ đã hoàn toàn biến mất. Chấm chấm chấm. Thực lực của Thiên Mẫu mạnh hơn Vãn Quân, nàng ta vừa ra tay đã là sát chiêu. Không chút lưu tình. Rõ ràng, muốn một đòn giết chết Diệp Huyên. Bởi vì cao thủ đến cấp bậc như nàng ta, hiểu rất rõ tính quan trọng của việc ra tay trước. Nếu muốn giết người, vậy khẳng định là phải dùng toàn lực. Trong khoảnh khắc Thiên Mẫu ra tay, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Giờ phút này, đầu óc hắn đột nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo. Cảnh giới của hắn và Thiên Mẫu hơn kém nhau ba bậc. Ba bậc cảnh giới. Đừng nói hắn hiện tại, cho dù hắn có cơ thể cấp bậc thần cảnh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên Mẫu, cho dù có huyết mạch bất tử cũng không chắc có thể đánh lại. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa, cao thủ có thể lên đến trình độ này, nhất định là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt, muốn vượt ba bậc khiêu chiến với đối phương. Căn bản không thể. Giữa sống và chết. Trong khoảnh khắc Thiên Mẫu ra tay, Diệp Huyên đã phát hiện, bản thân không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ có thể chết. Đường cùng. Không giống với lúc trước chiến đấu với Vãn Quân cô nương, lần này là đường cùng thật sự, bởi vì Thiên Mẫu ở trước mặt này tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Chết. Diệp Huyên lại một lần nữa cảm nhận được cái chết này còn chân thật hơn cả khi cơ thể vỡ vụn lúc trước. Bởi vì hắn biết, người phụ nữ trước mặt sẽ không cho hắn cơ hội, không đỡ được một đòn này, Diệp Huyên hắn sẽ bị thần hồn câu diệt. Chết. Nếu như chắc chắn sẽ chết, vậy thì hà cớ gì phải suy nghĩ nhiều như vậy? Chết là hết. Diệp Huyên đột nhiên nở nụ cười.
Giờ phút này, toàn thân Diệp Huyên buông lỏng, sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Chết cũng không đáng sợ, điều đáng sợ thật sự chính là khoảnh khắc đối mặt với cái chết. Đương nhiên, thản nhiên đối mặt với cái chết, không phải có nghĩa là khoanh tay chịu trói, mặc người sâu xé. Thản nhiên đối mặt với cái chết là bình tĩnh trước cái chết, không sợ chết, trong lòng không lo sợ. Lúc này đây, hắn thật sự không sợ chết nữa rồi. Diệp Huyên bước từng bước về phía trước, chém một kiếm. Một kiếm này không phải thuật rút kiếm, cũng không phải thuấn sát nhất kiếm, chỉ là một kiếm đơn giản. Một kiếm sau khi thản nhiên đối mặt với cái chết. Một kiếm sau khi trong lòng không lo không sợ. Xem nhẹ sống chết, không phục thì làm. Một kiếm chém ra. Ầm. Một bóng người đột nhiên lùi mạnh về sau, bóng người này bị lùi về sau đến mấy trăm nghìn trượng. Bóng người này không phải Diệp Huyên, mà là Thiên Mẫu. Giờ phút này, tại đây yên tĩnh không tiếng động. Bên cạnh Diệp Huyên, Vãn Quân vốn đang định ra tay, ánh mắt có chút khó có thể tin được nhìn Diệp Huyên, đây. Sao có thể? Xa xa, trong mắt Vãn Quân cũng đầy vẻ khó tin. Trong tinh không của dãy núi Đại Hoang, kiếm tu kia đột nhiên quay đầu, ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Diệp Huyên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kiếm đạo chưa nhập phàm, một kiếm này lại là nhập phàm. Còn có thể chơi như vậy sao? Nói xong, hắn ta lắc đầu cười, thực thú vị. Bên trong cấm địa, Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt. Nhập phàm rồi sao? Không có. Diệp Huyên có thể cảm nhận được, kiếm đạo của mình vẫn chưa nhập phàm. Nhưng mà một kiếm vừa rồi đã nhập phàm rồi. Một kiếm này đã vượt qua cảnh giới. Cảnh giới không còn ý nghĩa gì trước một kiếm này. Diệp Huyên nhìn kiếm vô thượng trong tay, hắn mỉm cười, giác ngộ ra trong lúc giữa sống và chết, gọi là sinh tử nhất kiếm đi. Sinh tử nhất kiếm. Một kiếm này chính là phàm kiếm. Phàm kiếm theo đúng nghĩa. Xa xa, Thiên Mẫu nhìn không gian rạn nứt xung quanh, nàng ta hơi ngỡ ngàng, một lát sau, nàng ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, điều này sao có thể? Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Một luồng ánh sáng tím xé ra từ giữa sân, không gian nơi ánh sáng tím đi đều bị hủy diệt từng tấc một. Một đòn này là Thiên Mẫu dùng toàn lực để đánh. Dưới một đòn này, cả trời đất đều dần dần tan vào hư ảo. Trước mặt cao thủ như này, cả thế giới đều có vẻ thật yếu ớt. Xa xa, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, khi luồng ánh sáng tím đến trước mặt hắn, hắn đột nhiên đâm kiếm ra. Một kiếm này đâm ra, trời đất đều yên lặng. Xoẹt. Một tiếng xé rách nhỏ đột nhiên vang lên, ngay sau đó, luồng ánh sáng tím bị vỡ ra từng tấc, Thiên Mẫu lại một lần nữa bị đẩy lùi, lần lùi này lại là hơn trăm nghìn trượng. Thiên Mẫu vừa mới dừng lại, một vệt máu tràn ra nơi khóe miệng nàng ta, không chỉ như thế, cánh tay phải của nàng ta đã biến mất. Thiên Mẫu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Có chút điên cuồng, ngươi chẳng qua là thành đạo cảnh. Làm sao có thể, sao có thể? Diệp Huyên nhếch miệng cười, cười vô cùng đê tiện, một kiếm này của ta nhập phàm rồi. Ngươi có tức không, có tức không? Phốc! Thiên Mẫu phun ra một ngụm máu tươi, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt như dao, giống như có thể giết người, ngươi chẳng qua chỉ là thành đạo cảnh. Thành đạo cảnh! Bị người thấp hơn ba bậc đánh bại. Thiên Mẫu thật sự là có chút khó có thể chấp nhận sự thật này. Diệp Huyên lắc đầu, cảnh giới là cái gì? Cảnh giới chính là một loại quy tắc, một loại trói buộc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thiên Mẫu, các ngươi vẫn ở trong quy tắc, đơn giản mà nói, các ngươi còn trong Tân Thủ Thôn, mà ta, đã ra khỏi Tân Thủ Thôn rồi. Phốc! Thiên Mẫu lại phun ra một ngụm máu, nàng ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Bộ dáng kia giống như là muốn ăn sống Diệp Huyên vậy. Tuy rằng nàng ta khó có thể chấp nhận việc bị đánh bại, nhưng cũng có khó chịu đến như vậy, kỹ thuật không bằng người. Nhưng là, Diệp Huyên này thật sự làm người khác khó chịu. Đánh bại ngươi, còn dùng ngôn ngữ đả kích. Thật khó chịu. Vãn Quân ở bên cạnh cũng lắc đầu, đánh nhau với Diệp Huyên, thực lực là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là phải có nội tâm lớn mạnh. Nếu không cũng bị hắn làm cho tức chết.
không biết còn tưởng cái hắn tu luyện là sự đê tiện. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn thoáng qua Thánh Quân và Thiên Mẫu, lắc đầu, hai người các ngươi quá yếu. Không xứng để ta xuất kiếm. Thánh Quân, Thiên Mẫu, Vãn Quân liếc nhìn Diệp Huyên, nàng ta có chút đau đầu. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, người có thể đừng tỏ vẻ được không? Ai đang nói chuyện? Diệp Huyên ngây người, ngay sau đó, hắn trực tiếp mang cánh cửa tai ách ra. Là cánh cửa tai ách đang nói chuyện. Diệp Huyên cầm kiếm chỉ vào cánh cửa tai ách, đấu tay đôi. Cánh cửa tai ách lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không gọi người, có dám không? Nàng ta thật sự không chịu nổi. Kiếm tu kia ra vẻ ta đây, nàng ta thấy rất bình thường, dù sao, người ta thật sự lợi hại. Mà người này cũng bắt đầu ra vẻ rồi. Người không biết, còn tưởng rằng hắn lợi hại hơn chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu mất. Không thể nhịn. Thực ra, điều này cũng phải trách gã kiếm tu kia, làm cho người này cũng bắt đầu bị ảnh hưởng theo. Diệp Huyên nghe thấy những lời của cánh cửa tai ách, cười ha ha, cánh cửa tai ách bé nhỏ ơi, không cần đại ca của ta ra tay. Một kiếm của ta là đủ. Cánh cửa tai ách nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi thề, không được gọi người. Sắc mặt Vãn Quân có chút cổ quái, có thể nhìn ra, cánh cửa này rất sợ Diệp Huyên gọi người. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi đánh hay không? Cánh cửa tai ách nói, ngươi không thề, ta không đánh với ngươi. Diệp Huyên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không gọi người đâu. Cánh cửa tai ách nói, chắc chắn. Diệp Huyên gật đầu, xin hãy tin tưởng nhân phẩm của ta. Cánh cửa tai ách trầm lặng một lát, đột nhiên, nó dần dần rung lên, rất nhanh, trước ánh mắt của tất cả mọi người, cánh cửa tai ách biến thành một cô gái trẻ tuổi. Từ vẻ ngoài của cô gái, ước chừng khoảng 17-18 tuổi, mặc một chiếc váy đỏ như máu, trong vẻ đẹp đẽ lộ ra một chút kỳ dị, không chỉ như thế, tóc của nàng ta cũng đỏ như máu. Toàn thân màu đỏ. Mà chỗ giữa hai chân mày của cô gái có hai đường kiếm quang tinh tế. Khi cô gái xuất hiện, sắc mặt của Vãn Quân thậm chí cả Thánh Quân và Thiên Mẫu kia đều lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Mà giờ phút này, Thánh Quân và Thiên Mẫu cũng đã biết người thần bí lúc trước tìm bọn họ là ai. Chính là cô gái trước mắt. Diệp Huyên nhìn đánh giá cô gái, cánh cửa tai ách, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Cánh cửa tai ách nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nàng ta muốn một bàn tay đánh chết Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, tai ách giới ở đâu? Cánh cửa tai ách mặt không chút biểu cảm, thế nào, người muốn đi? Diệp Huyên gật đầu, ta muốn dẫn đại ca của ta đến tai ách giới dạo chơi một chút. Cánh cửa tai ách. Diệp Huyên nhìn về phía cánh cửa tai ách, ồ, sao sắc mặt của ngươi có hơi xấu? Cánh cửa tai ách nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi không phải cảm thấy chính mình rất lợi hại sao? Đến đây, xuất kiếm. Diệp Huyên cũng không nhiều lời, hắn lập tức đâm kiếm ra. Hắn cũng muốn xem, bây giờ bản thân và cánh cửa tai ách này còn chênh lệch không? Một kiếm này chính là sinh tử nhất kiếm của hắn. Mà một kiếm này đã nhập phàm. Xa xa Thánh Quân và Thiên Mẫu nhìn thấy một kiếm này của Diệp Huyên, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Không thể không nói, một kiếm này thật sự rất khủng bố, một kiếm này có chút cảm giác vượt qua tất cả. Đối mặt với một kiếm này, trong mắt cánh cửa tai ách hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo, nàng ta trực tiếp đánh một quyền ra. Ầm. Phía trên nắm đấm, lôi quang lóe ra. Ầm vang. Dưới một quyền này, Diệp Huyên ngay cả người lẫn kiếm lùi mạnh về sau gần 10.000 trượng. Mà cả trời đất lập tức bị chôn vùi từng tấc một. Dưới một quyền này, thế giới này đều không chịu nổi. Cánh cửa tai ách định ra tay tiếp, xa xa, Diệp Huyên đột nhiên nói, chờ đã. Cánh cửa tai ách nhìn Diệp Huyên, làm cái gì? Diệp Huyên lau máu tươi chảy không ngừng ở khóe miệng, sau đó nói, cao thủ so chiêu, kết thúc ở đây thôi. Vãn Quân. Thiên Mẫu ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh, kết thúc ở đây thôi. Ngươi không thể đánh lại ngươi cứ việc nói thẳng, nói cái gì mà kết thúc ở đây thôi. Thật là không biết xấu hổ. Thánh Quân nhìn thoáng qua Thiên Mẫu, ngươi rất ít khi mắng người. Thiên Mẫu trầm lặng.
phải nói là nàng chưa từng mắng người, nhưng gặp tên Diệp Huyên này, nàng ta liền không nhịn được muốn mắng người. Quá vô liêm sỉ. Không biết xấu hổ. Không phải đê tiện bình thường. Một bên, cánh cửa tai ách nhìn Diệp Huyên, ngươi không phải muốn nhập phàm sao? Có cần ta giúp ngươi không? Nói xong, nàng ta từ từ nắm chặt hai tay, phía trên nắm đấm, huyết lôi ngưng tụ. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cánh cửa tai ách, mẹ nó, người này không phải muốn giúp mình nhập phàm, người này là muốn đánh chết mình. Cánh cửa tai ách nhếch miệng cười châm chọc, không dám. Diệp Huyên cười nói, người có phải cho rằng bản thân đánh rất giỏi? Cánh cửa tai ách nhướn mày, không phục thì đấu tay đôi. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện đúng lúc này, trên vùng trời dãy núi đại hoang, kiếm tu đột nhiên quay đầu. Hắn ta nhìn về phía cánh cửa tai ách, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Chỉ có cánh cửa tai ách nghe thấy lời nói của kiếm tu. Khi nghe thấy lời của kiếm tu, sắc mặt của cánh cửa tai ách đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó, nàng ta lập tức hóa thành lôi quang quay trở lại tháp giới ngục. Mọi người! Cánh cửa tai ách đột nhiên biến mất, đám người Diệp Huyên đều ngơ ngác. Người này không phải vừa rồi còn rất kiêu ngạo sao? Thế nào đột nhiên lại bỏ chạy rồi? Diệp Huyên quay đầu nhìn về hướng dãy núi đại hoang, chẳng lẽ là do kiếm tu? Hắn biết, cánh cửa tai ách này chỉ sợ vị kiếm tu kia. Đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tràn về từ phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Vãn Quân lập tức thay đổi lớn, nàng trực tiếp kéo tay Diệp Huyên, đi. Nói xong, nàng chuẩn bị dẫn Diệp Huyên đi, mà lúc này, Thánh Quân và Thiên Mẫu lại chắn trước mặt hai người. Thánh Quân nhìn Diệp Huyên và Vãn Quân, bây giờ muốn chạy. Đã muộn rồi. Thánh Quân vừa dứt lời, không gian trên đầu hai người đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên bước ra. Khi người đàn ông đi ra, cả trời đất dập dờn giống như sóng nước. Vãn Quân nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đi đến kia, trong mắt không hề che giấu sát ý. Thiên Lâm gia chủ của Thiên gia. Một trong những cao thủ mạnh nhất tinh vực Minh Hà. Ánh mắt Thiên Lâm dừng trên người Diệp Huyên, pháp tắc vũ trụ ở trên người ngươi. Rõ ràng, ông ta là vì pháp tắc vũ trụ mà đến. Diệp Huyên lắc đầu, không. Thiên Lâm khẽ cười nói, thực ra, ta rất tò mò về lai lịch của ngươi, bởi vì trước khi đến ta đã điều tra qua, cả tinh vực Minh Hà đều không có người như ngươi. Theo đạo lý mà nói, thiên tài yêu nghiệt như người sớm đã nổi tiếng thiên hạ rồi. Nhưng, ngươi lại giống như xuất hiện từ hư không, không thể tra ra một chút gì về lai lịch của ngươi. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là từ nơi khác đến. Diệp Huyên cười nói ta đến từ tai ách giới, ngươi tin không? Thiên Lâm nhìn Diệp Huyên, cười nói, muốn dùng tai ách giới ép ta sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, chúng ta đừng nói những lời vô ích này nữa. Nếu ngươi đến vì pháp tắc vũ trụ, ta có thể nói cho ngươi, pháp tắc vũ trụ không ở trên người ta. Thiên Lâm cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Diệp Huyên giơ thanh kiếm trong tay lên, ta là kiếm tu. Một kiếm tu sẽ không thèm nói dối. Thiên Lâm còn chưa nói, Thiên Mẫu ở một bên đột nhiên nói với giọng lạnh lùng, nhảm nhí. Ngươi không thèm nói dối. Ngươi là kiếm tu không biết xấu hổ nhất ta từng gặp, thật không hiểu, một người hoa hòe hoa sói như ngươi sao có thể có tu vi kiếm đạo cao như thế. Diệp Huyên. Phía chân trời, Thiên Lâm cười nói, thiên sư của thiên gia ta nói, ngươi có liên quan đến tương lai thịnh suy của thiên gia, ta hiểu ý của nàng là muốn thiên gia lôi kéo ngươi, nhưng ta không tin, ta cảm thấy, vận mệnh của thiên gia nằm trong tay thiên gia. Nói xong. Hắn đặt tay phải ra phía sau, cười nói, ta biết thân phận của ngươi không đơn giản, đây, ta cho ngươi một cơ hội để ngươi gọi người. Gọi người. Trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, vẻ mặt lạnh băng, ngu ngốc. Gọi người. Những người này thật sự là rất ngu xuẩn. Gặp Diệp Huyên, thì trực tiếp xử lý hắn đi. Còn cho hắn cơ hội gọi người. Gọi mẹ ngươi. Để cho hắn gọi người đây, còn đánh cái gì nữa? Cánh cửa tai ách tức đến đau cả ngực. Hai bên đều đau. Nàng ta thật sự không có cách nào,
bởi vì hiện tại nàng ta bị trấn áp, không thể thi triển thuật nhân quả tai ách, bằng không, nàng ta sẽ không tìm người như thiên gia đến nhằm vào Diệp Huyên. Bởi vì quá ngu xuẩn. Bọn người kia, chính là đến cho Diệp Huyên rèn luyện. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên cười nói, đại ca của ta bình thường không ra tay. Thiên Lâm cười nói, đại ca. Diệp Huyên gật đầu, huynh ấy bình thường không ra tay. Thiên Lâm mỉm cười rất ung dung, nói như vậy, đại ca ngươi rất lợi hại. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đương nhiên rất lợi hại. Thiên Lâm nở nụ cười thâm sâu, lợi hại đến mức nào? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, vô địch. Ở trong lòng hắn, Kiếm Tu, Thanh Nhi, người đàn ông mặc áo xanh đều là vô địch. Vô địch. Thiên Lâm ngây người, sau đó cười ha ha, người nói đại ca của ngươi vô địch. Diệp Huyên gật đầu. Thiên Lâm lắc đầu cười, vậy ngươi có thể gọi đại ca của ngươi đến không? Ta nghĩ mở mang xem thế nào là vô địch. Diệp Huyên đang muốn nói, lúc này, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên, gọi con mẹ ngươi. Vừa dứt lời, một cô gái bỗng nhiên xuất bên cạnh Diệp Huyên cách đó không xa. Người đến chính là cánh cửa tai ách. Diệp Huyên có chút ngơ ngác, cô gái này sao lại đi ra rồi? Thiên Lâm nhìn thấy cánh cửa tai ách, nhíu mày, ngươi là ai? Cánh cửa tai ách lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Lâm, gọi người, ta gọi tổ tông của ngươi. Nói xong, nàng ta đột nhiên đánh một quyền. Một đạo huyết lôi tự chợt xoẹt qua. Thiên Lâm nhìn thấy một màn này, sắc mặt thay đổi rõ rệt, ông ta chắn hai tay về phía trước. Thiên Lâm lập tức bị bay ngược về sau, lần bay này bay xa đến hàng nghìn trượng, ông ta mới vừa dừng lại, cơ thể ông ta vỡ tung. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều ngơ ngác. Diệp Huyên cũng hơi ngẩn người, cô gái này không phải hy vọng mình chết sao? Nàng ta đây là muốn làm gì? Xa xa, Thiên Lâm chỉ còn lại linh hồn kia, giờ phút này đầu óc trống rỗng. Chính mình bị người khác dùng một quyền làm nổ tung cơ thể. Đúng lúc này, cánh cửa tai ách đột nhiên đứng từ xa nắm chặt, cái nắm này trực tiếp nắm lấy cổ họng Thiên Lâm, nàng ta lạnh lùng nhìn Thiên Lâm, lão nương thật không hiểu. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại sao? Gọi người, ngươi có phải lợn không? Ngươi muốn giết hắn, trực tiếp giết hắn đi, cho hắn gọi người cái gì? Ta gọi con mẹ ngươi. Nói xong, nàng ta mạnh mẽ dùng sức. Linh hồn Thiên Lâm lập tức nổ tung, nhưng ngay sau đó, ở cách mấy nghìn trượng, không gian rung động, rất nhanh, một linh hồn đột nhiên ngưng tụ lại. Chính là Thiên Lâm. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, trong lòng có hơi khiếp sợ, còn có thể như vậy. Lúc này, Vãn Quân nói, đây là thuật ngưng hồn, bí thuật cao nhất của thiên gia ta. Có thể ngưng tụ linh hồn bị vỡ tan 3 lần trong một ngày. Diệp Huyên gật đầu, có chút lợi hại. Xa xa, cánh cửa tai ách nhìn về phía Thiên Lâm, vẻ mặt Thiên Lâm vô cùng nghiêm túc, người chính là đại ca của hắn. Diệp Huyên. Nghe vậy, cánh cửa tai ách giận tím mặt, ta là tổ tông của ngươi. Nói xong, nàng ta định ra tay, Thiên Lâm đột nhiên vội vàng nói, các hạ chờ đã, thiên gia ta đầu hàng. Đầu hàng. Diệp Huyên. Thánh Quân và Thiên Mẫu cũng có chút ngơ ngác, chỉ vậy đã đầu hàng rồi. Lúc này sắc mặt Thiên Lâm vô cùng khó coi. Vừa rồi khi giao đấu, ông ta đã biết, ông ta không phải là đối thủ của người phụ nữ trước mặt. Hoàn toàn không phải. Chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Thiên Lâm nhìn cánh cửa tai ách, ông ta ôm quyền, các hạ, đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Thiên gia ta không biết vị Diệp công tử này là người của ngươi, nếu chúng ta biết hắn là người của ngươi, cho thiên gia 100 lá gan, cũng sẽ không nhằm vào hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên hơi cổ quái. Cánh cửa tai ách nhìn Thiên Lâm, không nói gì, nhưng là, sắc mặt cũng càng lúc càng âm trầm. Thấy thế, Thiên Lâm do dự một lát, sau đó cung kính hành lễ với Diệp Huyên, vị Diệp công tử này, tất cả chuyện xảy ra lúc trước đều là hiểu lầm. Ta đại diện thiên gia xin lỗi Diệp công tử. Diệp Huyên vội vàng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta tha thứ cho các ngươi. Thiên Lâm hơi ngẩn người, dễ nói chuyện như vậy sao?
Lúc này, Diệp Huyên lại nói, hoàn toàn là một sự hiểu lầm lớn, ta bằng lòng kết bạn với thiên gia, từ giờ trở đi, ta và thiên gia sống chết có nhau. Thiên Lâm ngây cả người, sau đó cười nói, không ngờ tới, tiểu hữu lại thấu tình đạt lý như thế. Ta cũng bảo đảm với tiểu hữu, kể từ bây giờ, thiên gia ta và tiểu hữu sống chết có nhau, người nào là kẻ địch của tiểu hữu, chính là kẻ địch của thiên gia ta, thiên gia là người đầu tiên không tha cho hắn. Nói xong, ông ta liếc nhìn cánh cửa tai ách, nhưng mà ông ta lại phát hiện, sắc mặt của cô gái trước mặt càng âm trầm hơn so với trước. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vị đại lão này còn không vừa lòng? Thiên Lâm trong lòng có chút nghi ngờ. Lúc này, Thiên Mẫu ở phía sau Thiên Lâm đang định nói, nhưng Diệp Huyên ở xa xa lại giành nói trước, Thiên Lâm tông chủ, kẻ địch của ta chính là kẻ địch của thiên gia sao? Thiên Lâm cười nói, đương nhiên. Diệp Huyên nghiêm túc, ta rất cảm động, thật đấy. Thiên Lâm cảm thấy có phần không đúng, ông ta đột nhiên quay đầu, lúc này, một luồng lôi điện đột nhiên đánh lên người ông ta. Linh hồn Thiên Lâm lập tức vỡ tan, nhưng ngay sau đó, linh hồn của ông ta lại ngưng tụ. Thuật ngưng hồn. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi khiếp sợ, hắn có chút rung động với thuật ngưng hồn này. Thuật này vào thời khắc mấu chốt tương đương với có thêm 3 mạng. Lúc này, Vãn Quân ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, thích thuật ngưng hồn này. Diệp Huyên gật đầu. Vãn Quân nói, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, được. Vãn Quân lắc đầu, ngươi cũng không khách khí chút nào. Diệp Huyên cười nói, ngươi một nhà, khách khí cái gì? Ngươi một nhà. Sắc mặt Vãn Quân thay đổi rất nhỏ. Xa xa, Thiên Lâm nhìn về phía cánh cửa tai ách, ông ta lờ mờ không hiểu tiền bối. Ngươi đây là có ý gì? Cánh cửa tai ách nhìn chằm chằm Thiên Lâm, ngươi đoán xem. Thiên Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyên, tiểu hữu, hiểu lầm giữa chúng ta không phải đã hóa giải rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thiên Lâm có chút khó hiểu, vậy vị tiền bối này. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cánh cửa tai ách, có chút không vui, tiểu ách, sao ngươi lại như vậy? Người ta đã nhận sai rồi, sao ngươi lại có thể không buông tha cho người ta chứ? Ngươi à, thật sự hơi quá đáng. Cánh cửa tai ách quay đầu nhìn Diệp Huyên, tức giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Huyên chớp chớp mắt, tiểu ách, ngươi không thể như vậy, ngươi nên lấy đức thu phục người, ngươi. Lúc này, trên hai tay của cánh cửa tai ách đột nhiên xuất hiện hai luồng lôi điện màu máu, Diệp Huyên thấy vậy, vội vàng im miệng. Tuy rằng cánh cửa tai ách bị kiếm khí chấn áp, nhưng là, cho dù bị chấn áp, cái đồ này cũng mạnh một cách bất thường. Cánh cửa tai ách lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó quay đầu nhìn Thiên Lâm, người cái đồ ngu xuẩn này. Nói xong, nàng ta định động thủ, mà lúc này, Thiên Lâm bỗng nhiên tức giận chỉ vào cánh cửa tai ách, ngươi khinh người quá đáng. Vừa dứt lời, ông ta vung tay phải lên, phía chân trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, ông ta lấy ra một cái lệnh bài, xin mời tổ tiên. Lệnh bài kia phóng lên cao. Gọi tổ tiên. Xa xa, Diệp Huyên trừng mắt, chơi hơi lớn rồi. Gọi tổ tiên. Không thể không nói, Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đương nhiên, hắn càng hiếu kỳ hơn. Tiên tổ thiên gia này có thể giết được cánh cửa tai ách này không chứ? Diệp Huyên liếc nhìn cánh cửa tai ách một cái, cánh cửa tai ách đứng ở đó, vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt không chút dao động. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên liền xa sầm, tiên tổ thiên gia này sợ là không giết nổi người con gái này rồi. Hắn lại nhìn về phía Thiên Lâm. Vẻ mặt Thiên Lâm lúc này vô cùng dữ tợn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.